Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 166. Vạn tộc đổ vực chi chiến, giáp danh đài cao phía trên, đứng đấy mấy bóng người, chính ngắm nhìn xa xa bốn cái lôi đài. Lần này, có thể có cái gì hạt giống tốt? Một người cầm đầu thân người đầu rồng, ăn mặc đắt tiền lão giả mở miệng nói, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Đầu của nó bên trên râu rồng, đều hết sức trắng bệch, hiển nhiên là một cái sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Khởi bẩm Long lão, có bốn người tương đối đặc thù. Thân người đầu rồng lão giả một bên, đứng trung niên nam tử mở miệng nói. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, trung niên nam tử này đúng là hắn ngày đó mượn đao giết người thiên hoang đặc sứ. A, bốn cái, thân người đầu rồng lão giả hơi hơi ngoài ý muốn. Hắn thấy, có thể được hắn xưng là hạt giống tốt, có thể không phải bình thường nhân vật. Dù cho lịch cổ vạn tộc thiên tài bảng quán quân, cũng chưa chắc có thể vào lão giả pháp nhãn. Một cái gọi phi tiên, một cái gọi vô trần, một cái gọi thí. Trung niên nam tử suy nghĩ một chút nói, còn có một cái, gọi Long Vũ. Lão giả không có mở miệng, mà là như có điều suy nghĩ hướng về phía trước. Trung niên nam tử biết rõ, lão giả đây là đang chờ đợi hắn lời kế tiếp, hắn sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục nói, cái kia gọi là phi tiên, chưa bao giờ sử dụng qua bất luận cái gì cổ thuật cùng cổ pháp. Phàm là địch nhân của hắn, trong tay hắn chưa bao giờ chèo chống qua ba chiêu, bây giờ, trong tay hắn kiếm lệnh, đã nhiều đến 42 mai, đã sớm tân cấp. 42 mai, lão giả hơi hơi yên lặng, người này là chủng tộc gì? 42 mai kiếm lệnh, thế nhưng là tương đương với 420 cái địa vực A, coi như một chút nhị lưu chủng tộc, cũng không có nhiều như vậy địa vực A. Ghi danh là nhân tộc, trung niên nam tử hít sâu một cái nói, còn có một cái gọi vô trần, cũng là nhân tộc, trong tay hắn kiếm lệnh. Theo mới nhất thống kê, đã nhiều đến 46 mai. Hai cái nhân tộc, trong tay có địa vực, nhiều đến 880 cái. Năm đại cổ cương, bình quân xuống tới, cũng không có nhiều như vậy a. Lão giả trong mắt lóe lên nồng nặc chấn kinh chi sắc. Nhân tộc 3.000 vực, tổng cộng từ năm đại cổ cương năm đại cổ tộc khống chế, mỗi cái cổ tộc, cũng liền 600 cái địa vực mà thôi. Mà bây giờ... Phi tiên số 1 cùng Tiêu Phàm trong tay nắm trong tay địa vực, đã nhiều đến 880 cái này khiến lão giả làm sao không khiếp sợ đây. Hai người này, phân biệt đại biểu là cái nào nhân tộc thế lực xuất chiến. Lão giả lại nhịn không được hỏi. Trung niên nam tử hơi hơi do dự, biểu tình vẻ cổ quái, nói thuộc hạ nghe ngóng, hai người này, ghi danh tin tức là vô tận thần phủ, không có nghĩa là ngũ đại gia tộc bất kỳ một cái nào thế lực. Có ý tứ. Chẳng lẽ hai người này còn muốn tự lập môn hộ hay sao? Lão giả nhìn không được cười nói, tự lập môn hộ, cũng không phải đơn giản như vậy. Chí ít có một điểm, nhất định phải để thiên hoang thừa nhận địa vị của hắn. Nhưng hai người kia, chẳng qua là đại đế cảnh tu vi mà thôi, đừng nói tiếp xúc thiên hoang, đoán chừng liền nghe đều chưa nghe nói qua thiên hoang. Nhưng mà, trung niên nam tử lại không có cảm thấy vấn đề này buồn cười, ngược lại hỏi, Long lão. Vậy nếu như hai người này đem thắng được 88 mai kiếm lệnh, không cho nhân tộc thế lực khác đây? Long lão nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ. Đúng vậy a, hai người này nắm trong tay cũng không phải 8 cái địa vực, mà là 880 cái địa vực, nếu như bọn họ không cho thiên hoang xử lý những cái này địa vực. Vậy cái này 880 cái địa vực, có thể thì tương đương với thêm ra đến. Thiên hoang lại xử lý như thế nào cái này 880 cái địa vực đây? Long lão, ta thu đến tin tức ngầm, cái này vô tận thần phủ đã cùng hoang gia đã đạt thành hiệp nghị, sẽ để cho hắn độc lập ra ngoài. Trung niên nam tử lại tại long lão bên tai nhẹ giọng nói. Tin tức này, tự nhiên là hoang lão tam truyền đi. Từ hắn truyền cho hoang vô cương một khắc kia trở đi, đây cũng không phải là bí mật gì, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hoang gia có gì quyền lực thế lực khác độc lập, chẳng lẽ hắn hoang gia còn có thể áp đảo thiên hoang phía trên hay sao? Long lão sắc mặt trở nên âm trầm, trong giọng nói kẹp lộ ra một vẻ lãnh ý. Bất quá, sát ý này rất nhanh liền tán đi, hắn một đôi đục ngầu trong con ngươi hiện lên một vòng tinh quang, trầm giọng nói, xem ra, cái kia hoang gia người, bị tiểu tử này hại. Đoán chừng hoang gia cũng không nghĩ tới,
cái kia gọi Vô Trần có thể có được nhiều như vậy kiếm lệnh. Trung niên nam tử đắng chát cười một tiếng, nói, hơn nữa, ta nghe nói, Vô Trần vòng thứ nhất, liền được hơn 100 khối ngọc bài, có lẽ, hắn liền là dùng một lần này hơn 100 khối ngọc bài, cùng Hoang Lão Tam đạt thành hiệp nghị, cái này Hoang Lão Tam, sống mấy vạn năm, càng sống càng trở về. Long Lão lạnh rên một tiếng, nói, xem ra, phải cẩn thận xử lý cái này Vô Tận Thần Phủ mới được. Xác thực phải cẩn thận xử lý. Trung niên nam tử đắng chát cười một tiếng, nói, người thứ ba, thí, ta mặc dù không có cảm nhận được trên người của hắn nhân tộc khí tức, nhưng là, hắn cũng là đại biểu cho Vô Tận Thần Phủ. Lại là Vô Tận Thần Phủ, cái này Vô Tận Thần Phủ là lai lịch thế nào? Long Lão càng ngày càng kinh hãi. Nếu như nói, vừa rồi Vô Tận Thần Phủ hắn còn không có để ở trong lòng, nhưng là bây giờ, lại là thực bị hắn ký trong đầu. Thí hiện tại cũng đã nhận được 32 mai kiếm lệnh, ba người bọn họ cộng lại, tương đương với 1200 cái địa vực, Vô Tận Thần Phủ dã tâm rất lớn a. Trung niên nam tử hít sâu một cái nói. Hắn vừa mới không dám duy nhất một lần đem ba người thân phận biểu lộ ra, chính là sợ Long Lão tức giận. Kỳ thật ở trung niên nam tử trong lòng, hắn vẫn là rất bội phục cái này Vô Tận Thần Phủ. Dừng một chút, hắn lại nói, Long Lão, theo thuộc hạ thu thập tin tức, cái này Vô Tận Thần Phủ địa vị, xác thực không nhỏ. Chẳng lẽ còn có thể cùng Thiên Hoang không so được thành? Long Lão 10 điểm khinh thường, lớn hơn nữa địa vị, lại thế nào có Thiên Hoang lớn? Trung niên nam tử không có phản bác, nhưng cũng không có thừa nhận, mà là nói ra, Vô Tận Thần Phủ, cùng Tu La Tộc có quan hệ. Lần này, Long Lão thiếu chút nữa thì kêu sợ hãi mà ra, mặt âm trầm nói, ngươi xác định. Xác định, hơn nữa, cái này Vô Tận Thần Phủ, vừa ra tay liền tiêu diệt hai đại đế vực thế lực, chấn nhiếp 6 đại đế vực, chỉ là khí thế kia, ngay cả hoang gia đều yếu thêm vài phần a. Trung niên nam tử 10 điểm bình tĩnh nói. Có ý tứ, Long Lão híp híp hai mắt, nói, ha ha, cái này Hoang Lão Tam, chỉ có thấy được lợi ích trước mắt, lại là ném một tòa bảo sơn. Long Lão ý tứ, trung niên nam tử hỏi, bất quá trong lòng hắn lại là rất tán thành Long Lão lời nói. Người quay đầu tìm cái kia Vô Trần, Lão Hủ cùng hắn nói một chút. Long Lão truyền âm nói, cũng không có nói ra trước mặt mọi người. Là, trung niên nam tử thần sắc hơi hơi run lên. Hắn trong nháy mắt minh bạch Long Lão ý tứ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ, thầm nghĩ trong lòng, cái này Vô Trần, thật đúng là vận khí tốt ha, có thể được Long Lão coi trọng. Ngươi không phải mới vừa nói có 4 người sao, còn có 1 người đây, Long Lão lại nói tránh đi. Người thứ 4, gọi là Long Vũ, trung niên nam tử trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười, nói, đến từ cửu huyền ngân Long nhất tộc. Đang lúc hai người nghị luận thời điểm. Tiêu Phàm vẫn như cũ còn đang chiến đấu, hắn không biết là, Vô Tận Thần Phủ danh tiếng, đã tiến nhập Thiên Hoang đặc sứ trong mắt, sơ lộ tranh vanh. Chớp mắt lại qua 2 ngày, một vòng này còn chưa kết thúc, kết quả cuối cùng liền đã ra tới. Tiêu Phàm, phi tiên số 1, thí thần 3 người thành công tấn cấp 20 người đứng đầu, đoạt được phi tiên thánh cảnh danh ngạch. Ngoại trừ 3 cái bên ngoài, ngoài ra còn có 1 cái nhân tộc, Tiêu Phàm cũng không quen biết. Bất quá hắn từ những người khác trong miệng nghe được tên của hắn, Hiên Viên Trảm Tiên. Nho nhỏ nhân tộc, vậy mà một lần chiếm được 4 cái danh ngạch, đây hoàn toàn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả Tiêu Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, Hiên Viên Trảm Tiên chính là nhân tộc 5 đại thánh tử một trong, nhưng hắn phía trước xếp hạng cũng liền ở 300 tên có hơn. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng có thể kiên trì đến cuối cùng, ngược lại là mặt khác 4 đại thánh tử. Tất cả đều bị đào thải bên ngoài. Ngoại trừ Hiên Viên Trảm Tiên bên ngoài, còn có một người hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý, kia liền là Long Vũ. Ngay từ đầu Tiêu Phàm còn chưa phát hiện Long Vũ, từ lần trước Long Chi Mộ phân biệt về sau, hai người cơ hồ liền không có gặp qua. Mà bây giờ, Tiêu Phàm biến thành khác một khuôn mặt, Long Vũ khẳng định cũng không nhận ra hắn. Có lẽ, Long Vũ nhìn thấy hắn, khả năng cũng sẽ ra tay đánh nhau. Dù sao nàng không nhất định biết rõ ban đầu là Tiêu Phàm cứu hắn. Người lên cấp, tiến đến nhận lấy phi tiên ngọc lệnh. Một đạo thanh âm đạm mạc quanh quẩn tại hư không. Tiêu Phàm một người đạp không mà lên, tiến về trước đó đổi lấy kiếm lệnh cùng đăng ký tin tức bình đài, những người khác nhìn về phía 20 người này ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể tiến vào phi tiên bí cảnh, không chỉ là một loại thực lực biểu tượng,
vẫn là tượng trưng một loại thân phận. 20 người này, không hề nghi ngờ, chính là thế hệ này đứng đầu nhất nhân vật. Đối với Tiêu Phàm mà nói, quá trình này cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn, thậm chí không có bất kỳ cái gì mừng rỡ. Lấy hắn thực lực, muốn thu hoạch được một cái danh ngạch, căn bản là không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại là phi tiên số 1 hoàn thành nhiệm vụ, để Tiêu Phàm trong lòng hết sức hài lòng, chí ít, đạt tới điều kiện này, hoàng gia khẳng định lại không bất kỳ cớ gì. Bất quá, ở Tiêu Phàm xem ra, hắn thu hoạch lớn nhất lại là những cái này kiếm lệnh. Hắn sở dĩ giao cho hoàng gia hơn 100 khối địa vực ngọc bài, cuối cùng bản thân chỉ lấy 30 cái, cũng là bởi vì hắn tin tưởng, chủng tộc chi chiến bên trên, hắn sẽ thu hoạch được đầy đủ địa vực. Những cái này địa vực, cộng lại so với nhân tộc năm đại cổ cương bên trong bất kỳ một cái nào còn lớn hơn. Lúc này, Tiêu Phàm một chuyến xuất hiện ở bình đài, thiên hoàng đặc sứ cho mỗi người phát ra một mai tử sắc ngọc lệnh, điều này hiển nhiên chính là tiến vào phi tiên bí cảnh phi tiên ngọc lệnh. Nửa tháng sau, ở chỗ này tập hợp, tiến về phi tiên bí cảnh. Mở miệng một cái đầu sói thân người lão giả, nói xong câu đó, lão giả liền biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, chúng ta thành công, thí thần hưng phấn kém chút kêu lên. Tiêu Phàm cho thí thần một ánh mắt, hắn tạm thời còn không có bại lộ thân phận dự định. Nhìn mặt khác mười mấy người một cái, đem mỗi người dung mạo đều lạc ấn trong đầu, Tiêu Phàm liền mang theo thí thần cùng phi tiên số 1 rời đi. Tiêu Phàm ở góc hẻo lánh, đem phi tiên số 1 thu vào trong càn khôn giới, trong tay lại là nhiều hơn một mai tử sắc ngọc lệnh. Hy vọng hoang gia đừng để ta thất vọng. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Không bao lâu, Tiêu Phàm liền đến Hoang Gia Thần Chu vị trí, Hoang Vô Cương vẻ mặt âm trầm hướng về Tiêu Phàm, hận không thể lập tức đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Bất quá, Tiêu Phàm lại là lười nhác liếc hắn một cái thủ hạ bại tướng, không đáng giá gì hắn chú ý. Nếu như nói nhân tộc năm đại thánh tử bên trong, còn có để Tiêu Phàm đáng để mong chờ, cũng chỉ có cái kia Hiên Viên Trảm Tiên. Tiểu Hữu, người đã đến. Khoang thuyền bên trong, Hoàng Lão Tam nhìn thấy Tiêu Phàm đến, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười hài lòng. Vô Trần lấy được phi tiên ngọc lệnh sự tình, hắn đã biết, hiện tại tới đây, tự nhiên là đem ngọc lệnh cho hắn. Tiêu Phàm cũng không hai lời, xòe bàn tay ra, một mai tử sắc ngọc lệnh lập tức xuất hiện trong tay hắn, một cái khác bàn tay, cầm một mai ký ức thủy tinh, nói, quy củ cũ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giấy bút lập tức xuất hiện ở Hoàng Lão Tam trước người. Tốt, lão hủ biết rõ quy củ. Hoàng Lão Tam mỉm cười, bất quá đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng lãnh quang. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Lão Tam liền giấy trắng mực đen ghi chép Tiêu Phàm cho hắn phi tiên ngọc lệnh sự tình, cũng theo thủ ấn. Vậy chỉ hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tiêu Phàm cười thu hồi trang giấy cùng ký ức thủy tinh, cũng tiện tay cầm trong tay phi tiên ngọc lệnh cho Hoàng Lão Tam. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người liền chuẩn bị rời đi. Cần gì như vậy vội vã đi đây? Vừa đi đến cửa, Hoàng Lão Tam ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm, một cỗ áp lực cực lớn mãnh liệt mà tới, để Tiêu Phàm căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ngươi làm gì? Tiêu Phàm nhíu mày, sắc mặt bất thiện nói, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao? Đổi ý? Hoàng Lão Tam mỉm cười, lẳng lặng ngồi trên ghế, nói, trên người ngươi kiếm lệnh còn không có cho ta đây. Cái này không ở trong hiệp nghị, không phải sao? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, cũng không có bất kỳ cái gì sợ ý tứ. Lão hủ sống nhiều năm tháng như vậy, còn chưa bao giờ bị một tên tiểu bối như thế trêu đùa, quá tam ba bận, hôm nay đã là lần thứ ba, người biết lão hủ dễ dàng tha thứ lâu như vậy là vì cái gì sao? Hoàng Lão Tam đục ngầu trong con ngươi, lộ ra nồng nặc giết sạch. Phi tiên ngọc lệnh, kiếm lệnh, Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh xuống tới, nói tất nhiên ngươi muốn trở mặt. Vậy ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi, hai thứ đồ này, ngươi một dạng cũng không chiếm được. Có đúng không? Hoàng Lão Tam đung đưa trong tay phi tiên ngọc lệnh, lộ ra vẻ đắc ý. Bất quá sau một khắc, sắc mặt hắn cứng đờ, nhanh chóng kiểm tra phi tiên ngọc lệnh, lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, sát khí nặng nề, ngươi tại bên trong lưu lại ngươi khí số ấn ký. Cũng khó trách Hoàng Lão Tam tức giận như vậy, phi tiên ngọc lệnh lưu lại khí số ấn ký về sau. Cũng chỉ có thể khí số người sở hữu có thể tiến nhập A. Một mai này phi tiên ngọc lệnh lưu tại Hoàng Lão Tam trong tay, chẳng những không có chỗ tốt gì,
ngược lại sẽ mang đến cho hắn vô số phiền phức. Chí ít, ta chứng minh cách làm của ta là chính xác, không phải sao? Tiêu Phàm cười tà nhìn xem Hoang Lão Tam, nghiền ngẫm cười nói, ngươi nói, nếu như thiên hoang biết rõ, ngươi cướp đoạt phi tiên ngọc lệnh, sẽ phát sinh gì đây? Ngươi, Hoang Lão Tam bỗng nhiên đứng dậy. Hắn tự nhiên biết rõ cướp đoạt phi tiên ngọc lệnh sẽ phát sinh cái gì, vậy nhưng là đang gây hấn thiên hoang uy nghiêm a, không cẩn thận, nhưng là sẽ cho hoang gia mang đến tai nạn. Hừ, cái này phi tiên ngọc lệnh cùng ta vô dụng, cái kia giữa chúng ta hiệp nghị đã không còn giá trị rồi. Hoang Lão Tam tiện tay cầm trong tay phi tiên ngọc lệnh cho ném ra ngoài. Bất quá, bao phủ Tiêu Phàm cỗ kia áp lực lại không có biến mất. Nói câu khó nghe, người hoàng gia cũng căn bản không có tư cách để vô tận thần phủ độc lập ra ngoài, cái này hiệp nghị vốn là không dùng. Tiêu Phàm cười lạnh nói, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không nghĩ tới ngươi sẽ hứa hẹn cái gì. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, về phần hiện tại, trên tay của ta có được hơn 400 cái địa vực, người hoàng gia không muốn, vậy liền một cái đều không cần muốn, ta nghĩ, mặt khác bốn đại cổ cương sẽ cảm giác hứng thú. Hoang Lão Tam sắc mặt âm trầm, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, đánh rắn không chết, bị cắn ngược. Ngươi thật sự cho rằng lão hủ không dám giết ngươi. Hoang Lão Tam trên người cổ động khí thế mạnh mẽ, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm cuốn tới. Thánh đế cảnh đỉnh phong khí thế, khiến cho toàn bộ khoang thuyền đều trở nên hết sức ngạt thở. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là thần sắc như thường, tựa như Hoang Lão Tam khí thế trên người hoàn toàn không tồn tại một dạng. Hắn linh hồn lực lượng, vốn liền đã đạt đến thánh đế cảnh tiền kỳ, càng là có được linh hồn miễn dịch lực lượng, thì sợ gì khuất khuất khí thế. Hoang Lão Tam nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc như thường, cũng không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Ngươi muốn giết ta, mau chóng động thủ. Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, thản nhiên nói, bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, chỉ cần ta cái chết, thiên hoang đặc sứ chắc cũng sẽ lập tức đã biết. Hoang Lão Tam khẽ run lên. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tiêu Phàm lại là cười nhạt như gió, tựa như đang cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện một dạng, vừa rồi thế nhưng là rất nhiều ánh mắt nhìn thấy ta vào nơi này, ngươi nói, giết chết phi tiên thánh cảnh danh ngạch người đoạt được, cướp đoạt phi tiên ngọc lệnh, sẽ có cái gì hậu quả? Lời này vừa nói ra, Hoang Lão Tam trên mặt sát ý bỗng nhiên thối lui, nhưng hắn giết Tiêu Phàm, cho hắn một vạn cái lá gan hắn đều không dám. Hiện tại Tiêu Phàm thế nhưng là được chú ý, đoán. Hoang Nguyên Cực vừa quỳ, để Tiêu Phàm đều hơi sững sờ, đây hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, hắn từ cái này vừa quỳ, cũng nhìn ra một cái vấn đề lớn, Hoang Nguyên Cực đối thiên hoang có loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Bằng không mà nói, coi như hắn tranh đoạt bản thân phi tiên ngọc lệnh, cũng không tất yếu sợ hãi như vậy. Trầm tư chốc lát, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, bản thân vẫn là đánh giá quá thấp thiên hoang. Hoang Nguyên Cực cái quỷ này, mặc dù ngoài ý liệu, có thể lại hợp tình hợp lý. Điều này cũng làm cho trong lòng trở nên ngưng trọng lên, bất quá mặt ngoài lại là duy trì bình tĩnh. Kỳ thật, Tiêu Phàm bản thân nội tâm đều vô cùng nghi hoặc, hắn liền so Hoang Nguyên Cực sớm đến một hồi, cũng không biết thiên hoang người tìm hắn tới làm cái gì. Chủ yếu nhất là, thiên hoang mấy người cường đại như thế, vì sao còn phải dùng trà chiêu đãi bản thân đây? Kỳ thật đây cũng là Hoang Nguyên Cực quỳ xuống nguyên nhân, liền thiên hoang đều dùng nước trà chiêu đãi Tiêu Phàm, bản thân còn đang đoạt hắn phi tiên ngọc lệnh, đây không phải muốn chết sao? Phô Trần tiểu huynh đệ, nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý hắn, Hoang Nguyên Cực càng thêm gấp gáp, lão lệ chảy ngang, hiển nhiên là bị dọa cho phát sợ. Tự mình làm chuyện tốt, bản thân liền muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Mặc dù hắn không biết thiên hoang đặc sứ tìm hắn tới làm cái gì, nhưng thấy đến Hoang Nguyên Cực sợ hãi như vậy bộ dáng, trong lòng của hắn cũng lớn sảng khoái không thôi. Nhưng lời này ở Hoang Nguyên Cực nghe tới, lại là Tiêu Phàm không tha thứ hắn ý tứ, lập tức càng thêm hoảng. Hoang Lão Tam, ngươi là càng sống càng trở về. Cũng đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy trong đại điện thủ tọa bên trên, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một cái đầu rồng thân người lão giả. Long, Long các chủ, Hoang Nguyên Cực con người co rụt lại, liền vội vàng xoay người quỳ hướng thân người đầu rồng lão giả, run giọng nói, còn mời Long các chủ thứ tội, thuộc hạ không phải muốn cướp Vô Trần tiểu hữu phi tiên ngọc lệnh,
chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút mà thôi. Dứt lời, Hoàng Vô Cương hai tay giơ một mai tử sắc ngọc lệnh, cao hơn đỉnh đầu, hắn sợ mình muộn, liền không có cơ hội biện giải cho mình. Tiêu Phàm thấy thế, để chén trà trong tay xuống, trên mặt lộ ra một vòng nét cười nghiền ngẫm. Ngay sau đó Tiêu Phàm đứng dậy, hướng về phía bên trên lão giả, hơi hơi thi lễ nói, vãn bối, bái kiến Long các chủ. Mặc dù hắn không biết cái này thân người đầu rồng lão giả là cái gì các chủ, nhưng đi theo Hoàng lão tam gọi như vậy, nhất định là không sai. Long lão thần sắc lãnh đạm nhìn phía dưới hai người, lúc này hai người hình tượng có thể nói nhất thiên nhất địa. Khi ánh mắt của hắn từ Hoàng Nguyên Cực trên người đảo qua lúc, khẽ lắc đầu, lộ ra một vòng vẻ chán ghét, thua thiệt hắn vẫn là nhất tộc lão tổ, một điểm tôn nghiêm đều không có. Trái lại Tiêu Phàm, một cái nho nhỏ đại đế cảnh tu sĩ, lại không kiêu ngạo không tự ti, loại này khí độ, cho dù ở thiên hoang cùng bối phận tu sĩ bên trong, cũng hết sức ít gặp. Bất quá, Long lão rất nhanh liền dư vị lên Hoàng Vô Cực lời nói, thần sắc hờ hững nói, Hoàng lão tam, người lời nói mới rồi là ý gì? Long lão trong con ngươi lộ ra nghi hoặc, hắn tìm Hoàng Nguyên Cực tới đây, chỉ là vì sự tình khác mà thôi. Làm sao đột nhiên liên hệ cướp đoạt phi tiên ngọc lệnh? Hoàng Nguyên Cực nghe vậy, hơi sững sờ, trong lòng càng là run lên bần bật, làm sao, chẳng lẽ Long các chủ không phải là vì phi tiên ngọc lệnh mà đến, mà là vì chuyện khác? Nghĩ vậy, Hoàng Nguyên Cực trên mặt lộ ra một vòng vẻ áo não, hung hăng trừng Tiêu Phàm một cái. Bản thân vừa mới hướng về phía tiểu tử này quỳ xuống. Hoàng Nguyên Cực, người đây là ngay cả ta đều không coi vào đâu sao? Long lão ngữ khí lạnh lùng, hai tay vác sau lưng, mang cho Tiêu Phàm bọn họ một loại rất lớn áp lực. Long các chủ, chuyện là như thế này. Tiêu Phàm đột nhiên tiến lên một bước, chắp tay nói, đặc sứ tìm đến vãn bối trước đó, Hoàng Tam Tổ vừa lúc cướp đi vãn bối phi tiên ngọc lệch, sau đó đặc sứ hiện tại lại đem hắn tìm đến. Hoàng Tam Tổ đoán chừng tưởng rằng ta bởi vì phi tiên ngọc lệnh sự tình cáo trạng hắn, cho nên mới lo lắng sợ hãi. Tiêu Phàm lời nói giản lược nói tóm tắt, nghe vào cũng không có thêm dầu thêm mở ý tứ, tựa như đang trần thuật một sự thật một dạng. Nhưng lời này nghe vào Hoàng Nguyên Cực trong tai, lại thay đổi hoàn toàn vị đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là nhận định hắn cướp đoạt Tiêu Phàm phi tiên ngọc lệnh a. Cái này còn cao đến đâu? Long các chủ, oan uổng a. Hoàng Nguyên Cực đầu dạp xuống đất bái nói. Oan uổng, vậy ngươi vật trong tay, lại là vật gì? Long lão nhíu mày, thanh âm trung khí 10 phần, nhưng lại mang theo một tia già nua uy nghiêm. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, cũng không có mở miệng, hắn phải nói nhiều, ngược lại vì Long lão không thích. Dù sao việc đã đến nước này, Tiêu Phàm cũng không tất yếu ở làm nhiều cái gì, dù sao. Long lão bậc này tồn tại, không phải dễ lừa gạt như vậy. Ta, Hoàng Nguyên Cực á khẩu không trả lời được, Tiêu Phàm phi tiên ngọc lệnh đều trong tay hắn, không phải cướp đoạt thì là cái gì chứ? Bỗng nhiên, Hoàng Nguyên Cực đành phải nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt mang theo cầu xin tha thứ, nói tiểu hữu, ngươi ngược lại là nói một câu a, thứ này không phải lão hủ đoạt. Vừa rồi ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta vì sao muốn thay ngươi nói chuyện? Nam tử hán đại trượng phu, dám làm liền muốn cảm đương. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Hoàng Nguyên Cực, trong lòng cười lạnh không thôi. Đối với một cái người muốn giết hắn, hắn Tiêu Phàm dựa vào cái gì xin tha cho hắn? Chẳng lẽ việc này qua đi, Hoàng Nguyên Cực liền sẽ không đối phó hắn sao? Hảo một cái Hoàng Nguyên Cực, liền phi tiên ngọc lệnh người sở hữu ngươi đều dám giết. Long lão lạnh rên một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng nặc sát ý. Long lão tha mạng, Hoàng Nguyên Cực tê liệt trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, vội vàng thời khắc kêu lên, Long lão, cũng là bởi vì vô trần, hắn bức bách lão hủ. Bức bách, Long lão lông mày nhíu lại, sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiền bối, chuyện nguyên nhân là như vậy, Tiêu Phàm nhìn thấy Long lão đối Hoàng Nguyên Cực một chút cũng không khách khí, lập tức lật tay lấy ra ba cái ký ức thủy tinh nói, tiền bối nhìn ký ức thủy tinh, liền biết xảy ra chuyện gì. Long lão buông tay vung lên, ba khỏa ký ức thủy tinh tức khắc hư không nổ tung, ngày xưa Tiêu Phàm cùng Hoàng Nguyên Cực ký hiệp nghị sự tình tất cả đều hiện lên ở Long lão trước mắt. Từ Tiêu Phàm lấy ra ký ức thủy tinh một khắc kia trở đi, Hoàng Nguyên Cực run lên bần bật, trong lòng thầm mắng không thôi, bản thân làm sao đem cái này ký ức thủy tinh quên đi đây.
Chẳng lẽ gia hỏa này cố ý giữ lại ký ức thủy tinh, chính là vì hiện tại âm bản thân? Hảo một cái hoang nguyên cực, làm sao, người hoang gia đã thay thế thiên hoang sao? Long lão hất lên áo bào, phẫn nộ quát, một lần này, long lão là thật tức giận rồi. Không dám, hoang nguyên cực không ngừng dập đầu. Không dám, ngươi có gì không dám, đều có thể cho nhân tộc phân phối thế lực, còn có cái gì là ngươi không dám làm sao? Ngươi có từng đem thiên hoang để vào mắt, long lão giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đưa tay vung lên, hoang nguyên cực thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra, trọng trọng nện ở mấy trượng ra ngoài trên mặt đất, trong miệng không ngừng ho ra máu. Tiêu Phàm thấy thế, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hoang nguyên cực làm một tộc lão tổ, thúc lão cấp bậc tồn tại, làm sao cũng là thánh đế cảnh đỉnh phong a. Nhưng hắn vậy mà tại long lão trước mặt, vậy mà không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Chẳng lẽ thiên hoang người đều cường đại như thế? Một sát na này, Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, mình vô luận như thế nào, đều muốn đi thiên hoang đi một chuyến. Còn có ngươi, làm xong tất cả những thứ này, long lão vừa nhìn về phía Tiêu Phàm, trầm giọng nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi có biết tội của ngươi không? Tiêu Phàm sững sờ, cái này long lão là chuẩn bị các đánh nghiêm sao, thế nhưng là, bản thân có tội gì? Vãn bối không biết, Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay, hắn là thực không biết mình đã làm sai điều gì. Không biết, long lão cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ ác liệt, ngươi cùng hoang nguyên cực tự tiện đạt thành hiệp nghị, chia cắt nhân tộc địa vực, đây là diệt tộc tội. Hoang nguyên cực nghe vậy, cơ thể hơi run lên. Bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, hoang gia chính là nhân tộc năm đại cổ tộc một trong, thâm căn cố đế, ở thiên hoang cũng là có chỗ dựa, như thế nào long lão một câu muốn diệt liền diệt. Ngược lại là Tiêu Phàm, một cái nho nhỏ đại đế cảnh tu sĩ, phía sau tối đa cũng chỉ là vô tận thần phủ mà thôi, long lão nếu muốn diệt đi, chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình mà thôi. Liền xem như hoang gia muốn hủy diệt vô tận thần phủ, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, nhìn ngươi chết như thế nào? Nghĩ vậy, hoang nguyên cực hoàn toàn yên tâm, hắn nhiều nhất chịu khổ một chút mà thôi, có thể Tiêu Phàm lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi không biết không tội, Tiêu Phàm thần sắc như thường, cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc khẩn trương, vãn bối đã từng chỉ là một cái tam lưu thế lực chi chủ, từng bước một làm gì chắc đó, bây giờ trở thành đế vực thế lực. Nhưng dù cho như thế, vãn bối liền thiên hoang là cái gì đều chưa từng biết rõ. Lại còn biết cái gì nhân tộc quy củ. Bởi vậy, vãn bối vẫn cho là vô tận thần phủ là có thể không ngừng mở rộng, thậm chí có thể trở thành năm đại cổ tộc một dạng thế lực. Nếu như long các chủ cảm thấy vãn bối có lỗi, cái kia hẳn là thông báo thiên hạ, bất kỳ thế lực nào, cũng không thể đối năm đại cổ tộc chiếm lấy. Nếu như long các chủ vẫn như cũ muốn trị tội, vậy vãn bối không lời nào để nói. Tiêu Phàm lời nói vang vang hữu lực, nói năng có khí phách. Hắn cũng không phải biện giải cho mình cái gì, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Trong mắt hắn, cái thế giới này vẫn luôn là nhược nhục cường thực tồn tại, thế lực của mình muốn sống sót càng lâu, liền phải không ngừng biến mở rộng, cái này có lỗi sao? Không sai, đã từng năm đại cổ tộc, không phải cũng là dạng này đi từng bước một đi lên, mạnh được yếu thua loại chuyện này ở nhân tộc 3000 vực là sẽ tìm thường bất quá sự tình mà thôi. Tất nhiên người thiên hoang muốn can thiệp mà nói, nên sớm chút quy định, mà không phải xuất hiện vấn đề như vậy, liền đến trách cứ ai. Long lão nghe vậy, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn vô cùng rõ ràng, một dạng cũng chỉ có năm đại cổ tộc, cùng cổ cương những cái kia gia tộc cao cấp mới nghe nói qua thiên hoang. Đại bộ phận đế vực thế lực là chưa nghe nói qua thiên hoang, lại thế nào chỉ biết là thiên hoang quy củ đây. Phô Trần, người đừng mơ tưởng rảo biện. Nếu như không phải ngươi dùng ngọc bài dụ hoặc lão hủ há lại sẽ làm việc này. Hoang nguyên cực cho rằng long lão muốn thả qua Tiêu Phàm, vội vàng hét lớn. Dụ hoặc, Tiêu Phàm khinh thường, bây giờ tất nhiên hiệp nghị không có hiệu lực, vậy là ngươi có nên hay không đem cái kia 120 khối ngọc bài trả lại cho ta, man hoang cổ cương không nghĩ vô tận thần phủ tồn tại, cùng lắm thì ta tiến về mặt khác bốn đại cổ cương chính là. Ngươi cho rằng sự tình dễ dàng như thế bỏ qua. Lão hủ mặc dù có lỗi, nhưng đã bị phạt, ngươi còn chưa từng bị phạt. Hoang nguyên cực cười lạnh nói. Nói đùa cái gì, tới tay ngọc bài, lại làm sao có thể còn trở về. Ngươi nếu có thể tiếp nhận long các chủ một trưởng,
tất cả ngọc bài trả lại cho ngươi lại như thế nào? Hoàng Nguyên Cực lại bổ sung một câu. Tiếp nhận Long Lão một trưởng, Tiêu Phàm cau mày, hắn một cái đại đế cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng hắn tiếp nhận một cái vượt qua thánh đế cảnh cường giả một trưởng. Đây không phải muốn chết sao? Vừa rồi nếu như không phải Long Lão hạ thủ lưu tình, hắn Hoàng Nguyên Cực còn có thể như thế nhảy nhót tưng bừng. Hắn biết rõ, cái kia 120 khối ngọc bài là không cầm về được. 120 khối ngọc bài, coi như là cho chó ăn. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, vừa nhìn về phía Long Lão nói, Long các chủ, cho Hoàng Nguyên Cực ngọc bài vãn bối có thể không muốn, nhưng phi tiên ngọc lệnh, phải chăng hẳn là trả lại vãn bối. Nghe được Tiêu Phàm không muốn những cái kia ngọc bài, Hoàng Nguyên Cực lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhưng làm hắn nghe phía sau một câu lúc, sắc mặt lại trắng bạch hết sức. Không đợi Long các chủ mở miệng, hắn vội vàng cầm trong tay phi tiên ngọc lệnh ném cho Tiêu Phàm. Đã như vậy, vậy vãn bối cáo từ. Tiếp nhận phi tiên ngọc lệnh, Tiêu Phàm hướng về phía Long các chủ hơi hơi thi lễ, quay người liền chuẩn bị rời đi. Việc đã đến nước này, hắn còn có thể làm gì đây? Về phần trong tay hắn cái kia hơn 100 mai kiếm lệnh, là không thể nào giao ra, dù sao đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chờ chút, Long Lão nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi, vội vàng kêu lên. Nhưng ngươi đi rồi sao? Hoàng Nguyên Cực nghe vậy, còn tưởng rằng Long Lão muốn đối Tiêu Phàm động thủ đây, lập tức một bước tiến lên, bàn tay hóa chảo hướng về ngực của Tiêu Phàm chộp tới. Tiêu Phàm phản ứng rất nhanh, nhưng tại Hoàng Nguyên Cực bậc này cường giả trước mặt, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Chỉ thấy Hoàng Nguyên Cực vừa lúc bắt được ngực của hắn quần áo, dùng sức xé ra, vừa lúc xé nát hắn nửa người trên áo bào. Dừng tay, lúc này, Long Lão một tiếng quát như sấm, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Nguyên Cực, trầm giọng nói, bản tôn nhường ngươi động thủ sao? Long các chủ thứ tội, Hoàng Nguyên Cực bản thân cảm giác tốt đẹp, không nghĩ tới Long Lão không có đối phó Tiêu Phàm ý tứ, lập tức dọa đến sắc mặt lại là trở nên trắng bệch. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Long Lão cùng Hoàng Nguyên Cực, tâm thần khẽ nhúc nhích, tựa như làm xong liều mạng chuẩn bị. Long các chủ, vãn bối chỗ nào đắc tội ngươi? Tiêu Phàm mặt âm trầm, dù cho đối mặt bậc này cường giả, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Nguyên bản hắn cho rằng Long Lão sẽ công bình công chính, thật không nghĩ đến, hắn vậy mà muốn đối phó bản thân. Chẳng lẽ cái này Long Lão là Ma Thái Hư cùng thần Long Tử bọn họ liên hệ thế nào? Long Lão hung hăng trừng Hoàng Nguyên Cực một cái, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm. Này không nhìn còn tốt, xem xét phía dưới, Long Lão con người bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp xúc thành một cây châm. Đồng thời, thân thể của hắn cũng mãnh liệt run rẩy lên, chỉ thấy ánh mắt của hắn, nhìn chằm chặp ngực của Tiêu Phàm hắc sắc hỏa diễm ấn ký. Xa xa nhìn tới, ngọn lửa kia giống như một khô lâu đồng dạng, còn lượn lờ từng tia ma khí. Đây chính là cửu u quỷ chủ ở trên người hắn lưu lại cửu u địa ngục cửa vào, đây cũng là Tiêu Phàm lớn nhất lực lượng. Nếu như Long Lão cùng Hoàng Nguyên Cực muốn giết hắn, hắn chỉ có thể thôi động cái này hỏa diễm ấn ký, trốn vào cửu u địa ngục. Hoàng Nguyên Cực, người ra ngoài chờ lấy. Mấy tức về sau, Long Lão mới hồi phục tinh thần lại, hất lên áo bào, một cỗ đại lực gào thét mà ra. Không đợi Hoàng Nguyên Cực lấy lại tinh thần, liền bị một trận gió lớn thổi ra đại điện, đập xuống mặt đất. Trên người tiểu tử kia hỏa diễm ấn ký là cái gì, vì sao để Long các chủ kích động như thế? Hoàng Nguyên Cực trong đầu vẫn như cũ hồi tưởng đến mới vừa một màn kia. Đại điện bên trong, Long Lão thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Tiêu Phàm lại là không ngừng lui về sau, phòng bị nhìn xem Long Lão. Long Lão thấy thế, cũng không có tiếp tục tới gần Tiêu Phàm, mà là thở sâu hỏi, tiểu hữu, ngực của ngươi hỏa diễm ấn ký như thế nào? Hỏa diễm ấn ký, Tiêu Phàm cúi đầu nhìn ngực một cái, không biết Long Lão là có ý gì, bất quá vẫn là như thực nói ra ta sư huynh cho ta. Ngươi sư huynh, Long Lão nghe vậy, thân thể cũng hơi lắc một cái, không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vẻ đề phòng không giảm mảy may, ngược lại càng tăng lên. Phất tay, một bộ trường bào đã khoác lên người, chặn lại ngực hỏa diễm ân ký. Cái này hỏa diễm ân ký chính là cửu u địa ngục cửa vào tiêu chí, tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ. Nhìn cái này Long Lão thần sắc, rõ ràng là nhận ra cái này hỏa diễm ân ký, cái này khiến Tiêu Phàm tâm thần càng ngưng trọng thêm lên.
Trong lòng của hắn đã đem Hoang Nguyên Cực tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần, vừa rồi nếu như không phải Hoang Nguyên Cực xuất thủ, ai cũng sẽ không phát hiện hắn trên người hỏa diễm ân ký. Có vấn đề sao? Tiêu Phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Không, không có vấn đề. Long lão vậy mà lộ ra vẻ khẩn trương, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Không có việc gì, vậy vãn bối cáo từ. Tiêu Phàm một khắc đều không muốn ở lại chỗ này, cái này Long lão đã để Tiêu Phàm có chút thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng Long lão sẽ công bình công chính. Tiểu Hữu, ngươi không phải muốn cho vô tận thần phủ thoát ly man hoang cổ cương sao? Có lẽ lão hủ có thể giúp một điểm bận bịu. Đột nhiên, Long lão vội vàng kêu lên, tựa như sợ Tiêu Phàm đi một dạng. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, ngay sau đó khoát tay một cái nói, Long các chủ, không muốn cầm vãn bối làm trò cười, vãn bối hiện tại đã biết quy củ. Nói đùa cái gì, vừa mới bản thân không biết quy củ, kém chút bị các ngươi hại. Hiện tại còn muốn dụ hoặc ta phạm sai lầm, cho các ngươi trừng phạt cơ hội của ta. Ta Tiêu Phàm mặc dù là muốn cho vô tận thần phủ thoát ly man hoang cổ cương, thế nhưng không muốn để cho vô tận thần phủ lâm vào trong nguy hiểm. Lão hủ nói là sự thật, Long lão lại là lắc đầu, trịnh trọng nói, nhân tộc thế lực khác, muốn độc lập ra năm đại cổ cương, nhất định phải có thiên hoang người người bảo đảm, mặt khác năm đại cổ tộc đại biểu tán thành. Tiêu Phàm nghe vậy, biết rõ Long lão cũng không có nói đùa, lập tức lộ ra vẻ ngờ vực. Làm sao cái này Long lão trước sau thái độ phát sinh lớn như vậy cải biến đây, chẳng lẽ là bởi vì chính mình ngực hỏa diễm ấn ký? Sau đó thì sao? Tiêu Phàm cau mày nói. Đừng nói tìm thiên hoang người người bảo đảm, chính là để năm đại cổ tộc người tán thành đều làm không được. Loại phương pháp này, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão hủ có thể vì tiểu hữu người bảo đảm. Long lão mỉm cười, nói, về phần ngũ đại gia tộc. Ta nghĩ, Hoang Nguyên Cực bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Nghe nói như thế, không hề giống đùa giỡn bộ dáng, chẳng lẽ lão nhân này, thật muốn trợ giúp bản thân? Ngươi tại sao phải giúp ta? Tiêu Phàm mới vừa hỏi ra lời, liền cảm thấy mình hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Vì sao, còn không phải là bởi vì, lão nhân này nhìn ra mình cùng cửu u quỷ chủ quan hệ. Bởi vì ngươi là người kia sư đệ, Long lão ngược lại là không có giấu giếm. Như thực nói ra. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không tin, liền xem như cửu u quỷ chủ, nhưng hắn đã biến mất nhiều năm tháng như vậy, mặc dù hắn Tiêu Phàm biết rõ quỷ chủ còn sống, nhưng người khác lại không biết a. Ngươi tin tưởng lời của ta? Tiêu Phàm vẫn như cũ không tin nói. Tin, này ấn ký, chỉ có lão nhân gia ông ta mới có thể làm được. Long lão gật gật đầu, chính hắn đều sống vô số năm tháng, có thể ở trước mặt cửu u quỷ chủ. Hắn lại không dám tự xưng lão hủ. Tiêu Phàm nghe vậy, cũng coi là tin tưởng Long lão lời nói, coi như Long các chủ vì ta người bảo đảm, nhưng năm đại cổ tộc chưa hẳn đáp ứng. Hoang Nguyên Cực không dám cự tuyệt. Long lão lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, về phần mặt khác bốn đại cổ tộc, người nếu cho bọn hắn mỗi một tộc 100 địa vực, bọn họ nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt. Mỗi tộc 100 địa vực, Tiêu Phàm ngược lại không phải không bỏ, coi như xong cho 400 cái địa vực. Trên tay hắn còn có 800 cái địa vực đây. Thế nhưng là, những cái này địa vực lại là làm sao phân đến trong tay hắn đây? Thái cổ thần giới vô cùng minh mông, ai có thể tùy tiện di động mấy ngàn địa vực? Ngươi là lo lắng bọn họ không đáp ứng. Long lão nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm nói, trong con ngươi đều là vẻ tự tin. Không phải, Tiêu Phàm lắc đầu, ta là đang nghĩ, còn dư lại địa vực, có thể hay không khoảng cách nhân tộc quá xa? Cái này a. Long lão nghe vậy, lập tức cười khoát tay một cái nói, việc này ngươi cứ yên tâm đi, đối với thiên hoang mà nói, cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình, ngươi muốn cho ngươi địa vực ở chỗ đó, quay đầu lão hủ thay ngươi an bài tốt. Tiêu Phàm hơi hơi hồ nghi, bất quá vẫn là lấy ra một tấm bản đồ, chỉ Đông Phương nói, man hoang cổ cương Đông Phương, giải đất xuyên hải. Yên tâm, chờ phi tiên bí cảnh kết thúc sau, vô tận thần phủ liền có thể nhập chủ. Long lão cười gật gật đầu. Tựa như đối với hắn mà nói chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Dừng một chút, lại nói, bất quá, phải chăng có thể đứng ổn bước chân, liền phải dựa vào chính ngươi, dù sao, trên tay ngươi hẳn còn có 800 cái địa vực, nếu như không có đầy đủ sinh linh, cái này 800 cái địa vực không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Tiêu Phàm rốt cục tin tưởng,
cái này Long lão là thật muốn trợ giúp bản thân. Mặc dù hắn có lẽ có khả năng cầu trợ ở bản thân, nhưng Tiêu Phàm lại không quan tâm, chỉ cần có thể để vô tận thần phủ cường đại, bản thân đủ khả năng trợ giúp hắn, có cái gì không được đây. Về phần Long lão nói vấn đề này, Tiêu Phàm quả thật có chút lo lắng. Bây giờ vô tận thần phủ mặc dù nắm trong tay hơn 60 cái địa vực, có thể sinh linh thực sự là có hạn. Nếu như vô tận thần phủ thoát ly man hoang cổ cương, vậy cần sinh linh thế nhưng là mười mấy lần a. Trong thời gian ngắn, muốn tìm đến nhiều như vậy sinh linh vào ở vô tận thần phủ 800 địa vực, đoán chừng cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Mặt khác, man hoang cổ cương cùng ngươi chỉ địa phương liền nhau, bọn họ cũng sẽ không để vô tận thần phủ yên ổn làm lớn. Long lão khoát khoát tay, lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm tay phải sờ sờ cái cằm, rơi vào trong trầm tư. Về phần Long lão, để lại một câu nói liền đi an bài ngũ đại gia tộc sự tình đi. Thanh Thiên Long tộc cùng U Phượng nhất tộc, hẳn là có thể chiếm mấy cái địa vực, bất quá vẫn là quá ít, xem ra cần phải mau chóng tìm chủng tộc khác mới được. Tiêu Phàm trong lòng tính toán. Lúc này, Long lão cùng Hoang Nguyên Cực xuất hiện lần nữa ở cung điện bên trong. Hoang Nguyên Cực nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, có một tia vẻ sợ hãi, hiển nhiên là Long lão nói với hắn một ít chuyện. Ngoại trừ Hoang Nguyên Cực bên ngoài, ngoài ra còn có bốn người đi theo tiến nhập cung điện, bốn người này chính là mặt khác bốn đại cổ tộc đại biểu. Bắc Thần Hồn, Độc Cô, Hiên Viên Huyền Đạo, cùng đế tử gia tộc lão tổ đế tử Trùng, bốn người giờ phút này nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Sự tình chắc hẳn các ngươi cũng biết. Tiểu hữu vô tận thần phủ, một trận chiến đoạt được 1.300 vực, đã có được một mình thành lập thế lực thực lực, các ngươi còn có cái gì dị nghị? Long lão ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chúng nhân nói. Ngũ tộc Túc lão thần sắc hơi hơi ngưng tụ, 1.300 vực a, đã tương đương với hai đại cổ cương phạm vi, cái này thực là một nhân tộc tiểu tử thắng trở về. Nếu như không phải Long lão nói ra lời này, bọn họ nằm mơ đều không thể tin được. Lão hủ không dị nghị, ta Bắc Thần gia tộc lại có thể lấy được 100 vực, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Trước tiên mở miệng chính là Bắc Thần Hồn, hắn đối Tiêu Phàm một mực có hảo cảm. Lão hủ không dị nghị, lão thân cũng không có. Mấy người nhao nhao gật đầu, lòng lão đều lên tiếng, lấy thân phận của hắn, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, phản đối thì có ích lợi gì đây. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, cung kính nói, kiếm hồng trần. Đa tạ các vị tiền bối hỗ trợ. Tiêu Phàm nói không kích động, đó là không có khả năng. 800 địa vực a, vậy mà đều thuộc về vô tận thần phủ, đây hoàn toàn giống như nói mơ giữa ban ngày. Là lấy, hắn đều là phát ra từ nội tâm cảm tạ Long lão cùng năm đại cổ tộc đại biểu. Long lão hài lòng cười một tiếng, mà năm đại cổ tộc năm đại đại biểu trên mặt, lại là tràn đầy bất đắc dĩ, bọn họ không đáp ứng lại như thế nào đây. Cái gì, người kêu kiếm hồng trần. Lúc này, Bắc Thần Hồn đột nhiên lên tiếng kinh hô, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Kiếm hồng trần thế nào? Kêu la om sòm, lão ẩu Độc Cô hung hăng chừng Bắc Thần Hồn một cái, nhưng mà vừa dứt lời, nàng cái kia già nua thân thể, cũng run lên bần bật, kiếm hồng trần, vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ tư, đã chết tuyệt thế thiên tài. Chỉ một thoáng, Hiên Viên Huyền Đạo, đế tử Trùng, Hoang Nguyên Cực, thậm chí ngay cả Long lão cũng tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Kiếm Hồng Trần, cái tên này, thật sự là quá vang dội, mặc dù xếp hạng giới này vạn tộc thiên tài bảng đệ tứ. Nhưng là, ba hạng đầu đều là lịch cổ vạn tộc thiên tài bảng bên trên tuyệt thế thiên tài A, người thứ ba cũng là bảy quan vương. Tiêu Phàm một cái đương thời thiên tài, có thể đoạt được người thứ tư đã đủ để chứng minh hắn thực lực khủng bố, chính là hoàn toàn xứng đáng, thế hệ này người thứ nhất A. Nguyên bản đám người cho rằng Kiếm Hồng Trần đã chết, dù sao tên của hắn đều biến mất gần một năm. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, người này, rốt cuộc lại xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Ngươi thực sự là Kiếm Hồng Trần, Long lão cũng có chút không dám tin hỏi, khi hắn nhưng trong lòng đã xác định. Khó trách Kiếm Hồng Trần mạnh như vậy, nguyên lai hắn là vị kia sư đệ. Thật 100%, Tiêu Phàm khẳng định gật đầu. Bất quá cũng không có lộ ra lúc đầu hình dạng, hắn không muốn bại lộ chính mình thủ đoạn. Dù sao, hắn căn bản không có mệnh cách, người khác biến hóa hình dạng dễ dàng, nhưng cải biến mệnh cách khí tức lại khó có thể làm đến,
mà hắn, ngay cả mạng ô vuông khí tức đều có thể tùy ý cải biến. Thì ra là thế, đám người đều lộ ra hiểu. Chỉ có Hoang Nguyên cực đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lãnh quang, kiếm hồng trần ba chữ này, đã giống như một chuôi đao nhọn đồng dạng, thật sâu cắm ở lồng ngực của hắn. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, tuyệt đối sẽ uy hiếp được hoang gia địa vị. Hiện tại hắn vẫn chỉ là đại đế cảnh mà thôi, vậy mà liền bị Long lão coi trọng như thế. Tốt rồi, mọi người ở phần này pháp chỉ phía trên ký tên A. Long lão kéo về tâm thần của mọi người, nói. Dứt lời, hắn cái thứ nhất ở một tấm kim sắc bảng danh sách phương viết xuống tên của mình, hơn nữa đánh vào một đạo mệnh khí. Long Vân, Tiêu Phàm trong lòng lẩm bẩm Long lão danh tự, hơn nữa thật sâu ghi ở trong lòng. Mặc dù đối phương là xem ở cửu u quỷ chủ trên mặt mũi mới giúp tự mình làm tất cả những thứ này, nhưng hắn vẫn là phát ra từ nội tâm cảm kích. Làm xong tất cả những thứ này, Hoang Nguyên cực bọn họ ánh mắt phức tạp rời đi. Long tiền bối, còn có chuyện gì sao? Tiêu Phàm nhìn về phía Long Vân, không biết đối phương nhường hắn lưu lại là ý gì. Long Vân há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng, không biết vị kia tiền bối hiện tại như thế nào. Tiêu Phàm cũng không có vạch trần, vạn nhất không phải cửu u quỷ chủ, đây chẳng phải là lúng túng. Chỉ là nhớ tới cửu u quỷ chủ, Tiêu Phàm cũng có chút khó chịu, vậy mà không cho hắn gặp thê tử của mình, đây quả thực là không nhân quyền a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tức giận, dù sao không chết được. Ách, Long Vân thiếu chút nữa thì sặc, bất quá, hắn trong lòng lại là càng ngày càng khẳng định Tiêu Phàm thân phận, không chút nghi ngờ. Dám nói thế với cửu u quỷ chủ, thân phận có thể giả sao? Long tiền bối nếu là muốn ta tìm hắn hỗ trợ, đoán chừng trong thời gian ngắn tìm không thấy hắn, hắn lại ngủ say. Tiêu Phàm lại thở dài. Mặc dù hắn biết rõ cửu u quỷ chủ ở nơi nào ngủ say, nhưng hắn không đến vạn bất đắc dĩ, chắc là sẽ không đi tỉnh lại cửu u quỷ chủ. Dù cho cửu u quỷ chủ tỉnh, đoán chừng đối với hắn cũng không có tốt tính, còn không bằng không gặp. Không vội, không vội. Long Vân lắc đầu, nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng hiền lành lên. Ngay sau đó hắn lại từ trong ngực lấy ra một mai kim long ngọc bội, thay cho Tiêu Phàm nói, một lần này, các ngươi tiến về phi tiên thánh cảnh sẽ đợi thời gian 2 năm. Về sau qua mấy năm liền có một cái thăng thiên lễ mừng, ta hy vọng ngươi có thể đi vào thiên hoang, đối với ngươi cũng có lợi ích to lớn. Thăng thiên lễ mừng, Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên. Hắn còn chính tìm không thấy cơ hội tiến về thiên hoang đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội. Nếu là đến thiên hoang, ngươi tới hoàng điện tìm ta, có ngọc bội kia, có lẽ sẽ mang cho ngươi đến một chút tiện lợi. Long Vân lại nói, đem ngọc bội đưa tới Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Long Vân, bất quá cũng không có nhận qua ngọc bội. Long Vân giúp hắn đã đầy đủ nhiều, hắn không muốn thiếu Long Vân quá nhiều. Cầm A, ta cũng không nhất định một mực ở hoang điện, người không nhất định có thể tìm được ta. Long Vân kiên quyết ngọc bội dồn đến Tiêu Phàm trong tay. Đa tạ tiền bối, Tiêu Phàm làm một lễ thật sâu. Long Vân lại là nhẹ nhàng khoát tay. Cười nói, hy vọng ngươi có thể ở cái này phi tiên thánh cảnh bên trong có thu hoạch. Tiền bối, cái này phi tiên thánh cảnh bên trong, thật có bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút không tin, muốn từ Long Vân trong miệng đạt được một cái đáp án xác thực. Đây là cơ duyên, người có duyên có được. Long Vân cười gật gật đầu, xem như khẳng định Tiêu Phàm ý nghĩ. Bất quá, hắn lại hết sức trịnh trọng bổ sung một câu, nếu là vô duyên, không muốn cưỡng cầu. Khu cổ địa này, cũng có đại hung hiểm. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tiêu Phàm trong lòng ngưng lại, bất quá trong lòng hắn đối phi tiên thánh cảnh ngược lại là càng ngày càng tò mò. Đi thôi, còn có nửa tháng, tận lực đem trạng thái của mình điều tiết đến tốt nhất. Long Vân vẫn là đuổi khách. Tiêu Phàm hơi hơi cúi đầu, thối lui ra khỏi đại điện, chuẩn bị tìm đến thí thần bọn họ đang nói. Bây giờ, hắn cùng Hoang Nguyên cực chơi cứng. Trong tay còn nhiều thêm một mai phi tiên kiếm lệnh, lại là không biết xử trí như thế nào. Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất bọn họ đã đột phá thánh đế cảnh, Lăng Phong đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, hơn nữa bây giờ còn không biết tung tích. Mặt khác, thí thần mình cũng được đến phi tiên ngọc lệnh. Nếu không bán, Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Tiêu Phàm, ý nghĩ vừa dứt, đột nhiên một thanh âm quanh quẩn ở Tiêu Phàm bên tai. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay người, tìm thanh âm nhìn tới,
lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên chậm rãi hướng về hắn đi tới. Bắc thần tinh hồn, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, bản thân cũng chỉ mới vừa cùng Long Vân bọn họ sáu cái nói thân phận chân thật của mình, Bắc thần tinh hồn là như thế nào nhận ra mình. Hơn nữa, coi như Long Vân bọn họ cũng chỉ là biết mình biệt hiệu Kiếm Hồng Trần, căn bản không biết mình bản danh A. Hay là nói, Bắc thần tinh hồn chính hắn nhận ra. Nếu thật là dạng này, cái kia Bắc thần tinh hồn nhãn lực cũng khá A, chỉ ít đối với hắn có đầy đủ lý giải. Quả nhiên là ngươi, Bắc thần tinh hồn trên mặt vui vẻ, ngay sau đó phù phù một tiếng ở Tiêu Phàm trước người quỳ xuống, Tiêu Phàm, ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Bái ta làm thầy, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, bị Bắc thần tinh hồn cử động cho lôi ngoài cháy trong mềm. Có vẻ như chúng ta là địch nhân A, ngươi muốn bái ta làm thầy. Là, ta muốn bái ngươi làm thầy. Bắc thần tinh hồn ánh mắt vô cùng kiên định, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Căn bản không có lên ý tứ. Nhưng ta không nghĩ thu ngươi làm đồ. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, hất lên áo bào chuẩn bị rời đi. Ngươi nói muốn bái ta làm thầy, ta liền nhất định phải thu ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi quên, trước đó ngươi thế nhưng là liều mạng muốn giết ta, nếu không phải của ta thực lực còn có thể, đây chính là đã sớm chết a. Tiêu Phàm, ta biết ngươi hận ta, hận không giết được ta. Bắc thần tinh hồn vội vàng kêu lên. Ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, nếu như Bắc thần tinh hồn không phải Bắc thần gia tộc thiên tài, hắn đã sớm diệt, chỗ nào dung được hắn đắc ý đến bây giờ. Phốc phốc, đột nhiên, một đạo huyết kiếm bay về phía hư không, lại là Bắc thần tinh hồn bỗng tay phải nắm chặt cánh tay trái của mình, dùng sức trực tiếp xé xuống, đỏ tươi máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Một lần này cánh tay, xem như ta hướng ngươi bồi tội. Ngươi cần ta làm cái gì? Ta đều có thể đáp ứng ngươi. Bắc thần tinh hồn sắc mặt trắng bạch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống mà xuống. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, trong mắt của hắn có loại ảo giác, đây quả thật là cái kia tham sống sợ chết Bắc thần tinh hồn. Làm sao hôm nay như thế quyết đoán, vậy mà sinh sinh xé rách phía dưới bản thân một tay. Mặc dù đại đế cảnh tu sĩ có được rất mạnh năng lực khôi phục, có thể loại thống khổ này cũng không phải giả. Thậm chí so cảm thụ người khác càng thêm rõ ràng. Những ngày qua đến cùng xảy ra chuyện gì, để Bắc thần tinh hồn cải biến lớn như thế. Ta không cần ngươi làm cái gì, cách ta xa một chút là được. Tiêu Phàm lắc đầu. Dù cho Bắc thần tinh hồn đã xảy ra thay đổi rất lớn, nhưng địch nhân chính là địch nhân, Tiêu Phàm là không thể nào bằng điểm này liền tin tưởng một cái nhiều lần kẻ muốn giết mình. Bắc thần tinh hồn trầm mặc không nói, nhìn thấy Tiêu Phàm hết hy vọng. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi không tha thứ ta, ta có thể lý giải, là ta trước kia làm chuyện xấu nhiều lắm, thật xin lỗi. Bắc thần tinh hồn cúi đầu, ngay sau đó trọng trọng dập lên mặt đất, cái trán đều rịn ra tỉ mỉ huyết thủy. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, hắn không biết Bắc thần tinh hồn trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà để cho hắn thả xuống tôn nghiêm của mình. Bắc thần tinh hồn là sợ chết, thế nhưng chưa bao giờ cho ai dập đầu qua a. Một cái liền bản thân tôn nghiêm đều buông xuống nam nhân, khẳng định có nội tâm hắn chấp nhất. Thở sâu, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói thôi, người ta ân oán, xóa bỏ. Dứt lời, Tiêu Phàm bỗng nhiên tại chỗ biến mất, chờ Bắc thần tinh hồn lấy lại tinh thần, hắn đã không thấy bóng dáng. Lúc này, Tiêu Phàm liền tìm được thí thần cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ vị trí thần chu, nhưng hắn kinh ngạc chính là, thần chu phía trên, lại còn nhiều hơn một người đi đường. Lão Tam, một đạo sang sảng thanh âm vang lên, lại là một cái bạch bào thanh niên đi tới. Ở sau lưng hắn, còn có bạch ma, u ma đám người, hiển nhiên, bạch bào thanh niên không phải người khác, chính là Lăng Phong. Đại ca, Tiêu Phàm một quyền hung hăng đánh vào Lăng Phong trên ngực, ngưng tiếng nói, người đột phá thánh đế cảnh. Tạ người thánh nguyên đan, Lăng Phong gật gật đầu, ngay sau đó trong mắt lóe lên một vòng hào quang cừu hận. Nói, Phượng Trung Hoàng bọn họ ở đâu? Tiêu Phàm lắc đầu, nói, hiện tại các tộc tộc lão cùng túc lão đều đang trận, không phải báo thù thời điểm tốt, yên tâm đi, chàng tử này, chúng ta nhất định sẽ tìm trở về. Lăng Phong gật đầu một cái, hắn đã không kịp chờ đợi muốn diệt Phượng Trung Hoàng. Đúng rồi, có một việc, cần cùng mọi người nói một chút. Tiêu Phàm đột nhiên thần sắc trịnh trọng nói. Đám người ngưng tụ, Tiêu Phàm thế nhưng là rất ít nghiêm túc như thế. Ngay sau đó,
Tiêu Phàm đem vô tận thần phủ độc lập, trở thành nhân tộc đệ lục đại thế lực sự tình nói cho đám người, trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thật lâu không thể bình tĩnh. Ngược lại là Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày, nói, lão tam, 800 địa vực, chúng ta ở đâu ra nhiều như vậy sinh linh, việc này tử có phải hay không bước quá lớn, dễ dàng kéo tới chứng. Nghe hắn vừa nói như thế, những người khác cũng lấy lại tinh thần. 800 địa vực, có thể so sánh năm đại cổ cương còn nhiều hơn 10 cái địa vực, không có người ở cùng quản lý, cái này 800 địa ngục chỉ là một xác rỗng. Cho nên ta mới nói với các ngươi việc này làm được đại khái còn cần thời gian 2 năm, ta hy vọng các ngươi tận lực vì vô tận thần phủ vơ vét nhân tài, nếu là có một chút nhỏ yếu chủng tộc nguyện ý gia nhập, ta vô tận thần phủ cũng có thể phù hộ. Tiêu Phàm cũng biết vấn đề này rất phiền phức. Nhưng hắn bây giờ nói ra đến, chính là vì để đám người sớm làm chuẩn bị, chỉ ít bây giờ còn lại không ít thời gian. Công tử, ta Thanh Thiên Long tộc, hẳn là có thể trưởng quản 10 cái phổ thông địa vực, nhưng đây đã là cực hạn. Thanh Long Vân đắng chát cười nói. Ta U Phượng tộc cũng kém không nhiều, không thể nhiều hơn nữa. U Cửu Minh cũng thở dài. Người bình thường đều chỉ nghĩ trưởng quản càng nhiều địa vực. Nhưng bây giờ, bọn họ lại tràn đầy bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn căn bản không có cùng nhiều người tay. Hai tộc này cộng lại, cũng liền chừng 20 cái địa vực, tăng thêm vô tận thần phủ nguyên bản lực lượng, cũng liền có thể khống chế 100 địa vực mà thôi. Cái này đã là cơ hồ hiện tại vô tận thần phủ có thể nắm trong tay tất cả địa vực. Lão Tam, ta về một chuyến Long Phượng tộc, mới có thể mang đến 30 cái địa vực Phượng tộc. Một bên Lăng Phong suy nghĩ một chút nói. Lão đại, người có phải hay không quá muốn trở về? Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra Lăng Phong ý nghĩ trong lòng. Ta nếu rời đi, tối đa cũng liền có thể thu phục nhiều như vậy Phượng tộc mà thôi. Nếu là lưu tại Long Phượng tộc, có thể chiếm được càng nhiều lực lượng, tương lai vì vô tận thần phủ ra càng nhiều lực. Lăng Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, giữ huynh đệ, không cần thiết giấu giếm. Người lưu tại Phượng tộc. Nguy không nguy hiểm, Tiêu Phàm lo lắng nói. Hiện tại, Phượng Trung Hoàng bọn họ không làm gì được ta. Lăng Phong lắc lắc đầu nói. Vậy ngươi liền lưu tại Phượng tộc, Tiêu Phàm tại chỗ quyết định nói, sau đó nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu, lão nhị, ngươi tùy thời cùng lão đại giữ liên lạc. Biết rõ, Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, nói, lão tam, thế nhưng là vô tận thần phủ những nơi khác như thế nào giải quyết? Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên. Cũng rơi vào trong trầm tư. Lúc này, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, lấy ra một cái viên cầu, lờ mờ có thể nhìn thấy, viên cầu bên trong dường như có một cái thế giới. Trừ cái đó ra, vẫn là phệ tinh thú xương đầu, tản mát ra một cỗ hoảng sợ chi uy. Nơi này một bên, là thôn sơn tinh thú, lấy bọn họ cá thể, chiếm cứ 30-50 cái địa vực không nói chơi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Mặc dù hắn biết rõ đây chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng đã cơ hồ là Tiêu Phàm toàn bộ lực lượng. Tốt, chờ phi tiên thánh cảnh bắt đầu, chúng ta liền mau rời khỏi thí luyện cổ lộ, chạy về vô tận thần phủ. Nam Cung Tiêu Tiêu tiếp nhận viên cầu thế giới cùng phệ tinh thú xương đầu. Tiêu Phàm lại cho hắn thông báo một phen thôn sơn tinh thú cùng phệ tinh thú xương đầu sự tình, thứ này dùng đến tốt, là một cỗ kinh khủng lực lượng, nếu là dùng không tốt, thế nhưng là có thể phản phệ bản thân. Công tử, có một cái gọi là kim cốt đế người cầu kiến. Cũng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Ngọc Kỳ Tử thanh âm. Kim cốt đế, Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, gia hỏa này thế nhưng là âm linh tộc, hơn nữa còn là tuyệt thế thiên kiêu nhân vật, nghĩ đến mang một chút âm linh tộc đến vô tận thần phủ, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Vài ngày trước, Tiêu Phàm để kim cốt đế đi xử lý một chút tư nhân sự tình. Nguyên bản Tiêu Phàm cho rằng Kim Cốt Đế sẽ mượn cơ hội rời đi đây, không nghĩ tới tốc độ cũng không sai, trở về nhanh như vậy. Nhưng hắn tiến đến, Tiêu Phàm gật đầu nói. Lúc này, Kim Cốt Đế một thân một mình tiến vào khoang thuyền, hắn bó chặt trường bào màu đen, nhìn qua 10 điểm gầy nhỏ, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được trên người nó khí tức mạnh mẽ. Chủ nhân, Kim Cốt Đế ở trước mặt Tiêu Phàm, cung kính quỳ một chân trên đất. Đứng lên đi. Người về sau cũng gọi ta công tử A, ta không quá quen thuộc chủ nhân xưng hô thế này. Tiêu Phàm khoát khoát tay, một cỗ đại lực nâng lên Kim Cốt Đế, nói, sự tình xử lý tốt. Nhưng mà, Kim Cốt Đế lại là quỳ trên mặt đất,
căn bản không có lên ý tứ. Không xử lý tốt, Tiêu Phàm nhíu mày. Thuộc hạ thẹn đối chủ. Công tử, Kim Cốt Đế thở dài, nói thuộc hạ tộc nhân, nghe nói thuộc hạ muốn rời khỏi, bọn họ liều chết giữ lại, rơi vào đường cùng, thuộc hạ đành phải đem bọn hắn đều mang đến. Ách, nghe được lời nói của Kim Cốt Đế, đám người thần sắc hơi sững sờ, tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái. Tộc nhân của ngươi có bao nhiêu? Tiêu Phàm liền vội vàng hỏi. Kim Cốt Đế trầm mặc không nói, tựa như không muốn nói, sợ Tiêu Phàm tức giận đồng dạng, lúc này mới nói thuộc hạ sợ công tử khó xử. Bao nhiêu? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Kim Cốt Đế còn tưởng rằng Tiêu Phàm tức giận, vội vàng nói, nếu như dựa theo nhân tộc sinh linh tính toán, ta Kim Cốt Khô Lâu tộc, không thua 100 địa vực. Nói xong, Kim Cốt Đế lại sợ Tiêu Phàm tức giận, lại giải thích nói, công tử yên tâm, ta âm linh tộc tương đối đặc thù, để bọn hắn đợi ở 3-4 trong khu vực, cũng hẳn là không có vấn đề. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt trì trệ, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim Cốt Đế thấy thế, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Mặc dù bọn họ âm linh tộc hết sức đặc thù, phạm vi hoạt động rất nhỏ, nhưng tương đương với nhân tộc gần 100 vực âm linh, làm sao cũng không khả năng sinh hoạt tại một cái địa vực bên trong a. Tiêu Phàm thực lực mặc dù cường đại, nhưng lại không phải năm đại thánh tử một trong, ở nhân tộc khẳng định cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Huống hồ, âm linh tộc cũng rất ít xuất hiện ở nhân tộc cương thổ, coi như Tiêu Phàm nguyện ý tiếp nhận bọn họ, nhưng là người khác tộc không tiếp nhận bọn họ đâu. Kim Cốt Đế không nghĩ Tiêu Phàm khó xử, nhưng hắn lại là phát ra từ nội tâm muốn cùng tu luyện đao pháp, bằng không mà nói, lấy hắn ngạo khí, là không thể nào thần phục Tiêu Phàm. Ha ha, Kim Cốt, xem ra ngươi mang đến một tin tức tốt. Tiêu Phàm vỗ vỗ Kim Cốt Đế Khô Lâu, khoan khoái cười to nói. Kim Cốt Đế không biết vì sao, nhưng hắn lại phát hiện, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng là phát ra từ nội tâm bật cười, nghĩ đến Tiêu Phàm không phải đang nói đùa hắn. Uma, người đem Vô Tận Thần Phủ cùng Kim Cốt giới thiệu một chút. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Uma nói. Uma gật gật đầu, đem Vô Tận Thần Phủ có được 800 vực sự tình, đơn giản cùng Kim Cốt Đế giảng thuật một lần. Kim Cốt Đế ngốc trệ tại nguyên chỗ, mặc dù hắn chỉ là một bộ khô lâu, có thể đám người vẫn như cũ có thể đoán được nội tâm của hắn đến cỡ nào chấn kinh. 800 cái địa vực, hắn những cái này tộc nhân, tối đa cũng liền chiếm cứ lấy 1/8 địa bàn mà thôi. Công tử, cái này là thật, Kim Cốt Đế khẽ run nhìn chăm chú Tiêu Phàm nói. Vô Tận Thần Phủ bây giờ còn tương đối yếu ớt, có thể cho ngươi Kim Cốt Khô Lâu tộc 100 địa vực, bất quá ta hy vọng, bọn họ có thể thay ta giữ vững cái này 100 địa vực. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu. Công tử yên tâm, dù cho mất đi tính mạng, tộc ta cũng sẽ không tiếc. Kim Cốt Đế nói không kích động đó là không có khả năng. Hắn xem như Kim Cốt Khô Lâu tộc tộc trưởng, nguyên bản hắn nghĩ vì Kim Cốt Khô Lâu tộc tại chủng tộc chi chiến bên trong nhiều thắng hơn 10 cái địa vực. Nhưng hắn không nghĩ tới, bản thân vòng thứ nhất liền đào thải, Kim Cốt Khô Lâu tộc có chừng mấy cái địa vực đều thua mất, âm linh tộc đoán chừng đã không có bọn họ nhất tộc đất đặt chân. Nếu là tiếp tục lưu lại âm linh tộc, Kim Cốt Khô Lâu tộc khả năng duy nhất chính là thần phục mặt khác âm linh tộc, trở thành phụ thuộc. Nhưng hiện tại, bọn họ Kim Cốt Khô Lâu tộc rốt cuộc không cần co quắp tại nguyên lai cái kia 3-4 trong khu vực, có thể trưởng quản bách vực, cái này khiến Kim Cốt Đế làm sao không kích động đây. Công tử yên tâm, thuộc hạ lập tức để tộc nhân di chuyển. Kim Cốt Đế đã hưng phấn tột đỉnh, quay người liền chuẩn bị rời đi, hắn cũng là một cái sấm rền gió cuốn người. Không cần, Tiêu Phàm lắc đầu, nói, ngươi Kim Cốt Khô Lâu tộc địa vực không phải đều thua sao? Quay đầu ta để cho người ta đem các ngươi vị trí khu vực cho ta là được rồi. Mặc dù Tiêu Phàm không biết Thiên Hoang là như thế nào cải biến thái cổ thần giới cách cục, nhưng hắn biết rõ, Thiên Hoang kỳ trước cũng là làm như thế. Đa tạ công tử, Kim Cốt Đế quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm. Ngươi đi an bài một chút tộc nhân của ngươi. Phi Tiên Thánh Cảnh bắt đầu đến đây tìm ta, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tiêu Phàm cười cười nói. Kim Cốt Đế nhất tộc, ngược lại là giải quyết hắn phiền toái rất lớn, Tiêu Phàm trầm tư rất nhiều, tuyệt đối Kim Cốt Đế ngược lại là một cái khả tạo chi tài, giữ ở bên người nhất định sẽ cho Vô Tận Thần Phủ mang đến không nhỏ trợ giúp. Là, công tử, Kim Cốt Đế không biết Tiêu Phàm nói tới kinh hỉ cái gì, nhưng hắn vẫn là dứt khoát quay người rời đi,
an bài tộc nhân của hắn đi. Lão đại, lão nhị, các ngươi đã đột phá thánh đế cảnh, cái này phi tiên thánh cảnh cùng nhân tộc thí luyện cổ lộ đã đối với các ngươi không có ý nghĩa gì, các ngươi nên rời đi trước a. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Lăng Phong bọn họ nói. Đám người trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái. Lão đại, một mình ngươi ở Long Phượng tộc, bản thân khá bảo trọng. Nam Cung Tiêu Tiêu vỗ vỗ Lăng Phong bả vai, hai người huynh đệ, lúc này mới vừa gặp mặt không bao lâu, bây giờ lại muốn ly biệt, dù sao cũng hơi không muốn. Yên tâm, ta biết, mập mạp chết bầm, lần gặp mặt sau, cũng đừng làm cho ta so không bằng. Lăng Phong thoải mái cười một tiếng, ngay sau đó thở sâu, một thân một mình dứt khoát rời đi. Lão Tam, ngươi cũng bảo trọng, Nam Cung Tiêu Tiêu trịnh trọng nói. Tiêu Phàm gật đầu. Ngay sau đó mắt thấy Nam Cung Tiêu Tiêu, Bạch Ma đám người rời đi, chỉ có hắn và thí thần hai người lưu lại. Bọn họ muốn đi vào phi tiên thánh cảnh 2 năm tả hữu, tự nhiên không thể để cho mọi người ở chỗ này chờ bọn họ, đây hoàn toàn không cần thiết, căn bản chính là lãng phí thời gian. Tiếp xuống nửa tháng, Tiêu Phàm cùng thí thần chuẩn bị tận lực đem mình trạng thái tinh thần điều tiết đến tốt nhất. Nhưng mà, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, hắn vị trí thần chu bên ngoài. Lại là quỳ một bóng người, trừ bỏ Bắc thần tinh hồn còn có thể là ai đây? Tất nhiên người nghĩ quỳ, vậy liền tiếp tục quỳ a. Tiêu Phàm không thèm để ý Bắc thần tinh hồn. Năm đó cửu hận, hắn không để ở trong lòng, đã coi như là đại độ. Nhưng hắn không có khả năng rộng lượng đến đem Bắc thần tinh hồn xem như bằng hữu, chớ nói chi là thu hắn làm đệ tử. Thời gian nửa tháng chớp mắt liền qua, hôm nay, chính là tiến về phi tiên thánh cảnh thời gian. Một ngày này, rốt cuộc đã đến. Tiêu Phàm duỗi lưng một cái, híp híp hai mắt nói, trong mắt đều là nồng nặc chờ mong. Tiêu Phàm cùng thí thần đi ra khoang thuyền, lại là nhìn thấy Kim Cốt Đế đúng hẹn mà tới, sớm đã chờ đợi lâu ngày. Công tử, Kim Cốt Đế hơi hơi thi lễ, hắn không biết Tiêu Phàm hôm nay đem hắn gọi tới có chuyện gì, trong lòng đối Tiêu Phàm nửa tháng trước nói tới kinh hỉ cũng có chút chờ mong. Tiêu Phàm cười gật gật đầu. Tiện tay ném ra một mai tử sắc ngọc lệnh. Kim Cốt Đế không biết vì sao, không chút do dự tiếp nhận màu tím kia ngọc lệnh, nhưng làm hắn nhìn thấy tử sắc trên ngọc lệnh phương điêu khắc hai cái chữ to lúc, thân thể không khỏi run rẩy kịch liệt lên. Công tử, cái này là, lấy Kim Cốt Đế tâm tính, đều có chút nói năng lộn xộn, có thể nghĩ hắn giờ phút này đến cỡ nào kích động. Một mai phi tiên ngọc lệnh mà thôi, nhìn đem ngươi cho kích động. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Một mai phi tiên ngọc lệnh mà thôi. Kim Cốt Đế hít sâu mấy khẩu khí, mới để cho bản thân bình tĩnh trở lại. Đây chính là phi tiên ngọc lệnh a, thái cổ thần giới vạn tộc tuyệt thế thiên tài, đều đang dùng mệnh liều đồ vật a. Nhưng Tiêu Phàm, lại là tiện tay cho hắn một khối, cái này khiến hắn làm sao không kích động, làm sao không hưng phấn. Giờ khắc này, Kim Cốt Đế nội tâm đối Tiêu Phàm sau cùng một điểm khúc mắc cũng biến mất không còn một mảnh. Hắn Kim Cốt Đế tới tham gia chủng tộc trận chiến mục đích cuối cùng nhất, không phải liền là muốn vì bản thân tranh đoạt một mai phi tiên ngọc lệnh sao? Bây giờ phi tiên ngọc lệnh đến ở trong tay, trước kia thụ bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu sỉ nhục, đều có thể ném đến ngoài 9 tầng mây. Đa tạ công tử ban thưởng, Kim Cốt Đế phù phù một tiếng quỳ gối Tiêu Phàm trước người, thiếu chút nữa thì muốn dập đầu. Bất quá, không đợi hắn đập xuống dưới, một cỗ đại lực liền nâng lên hắn. Lão đại, người đem phi tiên ngọc lệnh cho hắn, vậy ngươi làm sao? Thí thần có chút nóng nảy. Tiêu Phàm lại là cười thần bí, nói ai nói ta không có. Xòe bàn tay ra, Tiêu Phàm lòng bàn tay lập tức cũng xuất hiện một mai tử sắc ngọc lệnh, trừ bỏ phi tiên ngọc lệnh còn có thể là cái gì đây? Thí thần cùng Kim Cốt Đế hai người trợn to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm trong tay phi tiên ngọc lệnh, còn cho rằng mắt mình hoa. Tiêu Phàm không có nói cho thí thần tự nhiên không biết phi tiên số một sự tình. Nguyên bản Tiêu Phàm là chuẩn bị bán đi phi tiên ngọc lệnh, bất quá nửa tháng trước, nhìn thấy Kim Cốt Đế trở về, còn mang đến tộc nhân của hắn, Tiêu Phàm vẫn là quyết định đem cái này phi tiên ngọc lệnh cho Kim Cốt Đế. Bình thường mà nói, lấy Kim Cốt Đế thực lực, là hoàn toàn có thể đoạt được 20 cái danh ngạch một trong. Chỉ bất quá hắn vận khí không tốt, vòng thứ nhất liền gặp được Tiêu Phàm mà thôi. Nguyên lai lão đại nửa tháng trước nói kinh hỉ, chính là cho hắn cái này phi tiên ngọc lệnh a.
Thí thần lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới Tiêu Phàm nửa tháng trước lời nói. Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy tay vung lên, thần chu lập tức bị hắn thu vào trong càn khôn giới. Ngay sau đó, một bóng người in vào Tiêu Phàm đôi mắt, lại là một bóng người lung la lung lay quỳ tại đó, ý thức như có chút mê ly. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Bắc Thần Tinh Hồn. Hắn hiển nhiên đã quỳ nửa tháng, cánh tay trái cụt tay ra kết thành huyết u cục, sắc mặt tái nhợt hết sức, bờ môi khô cạn đến cực điểm. Công tử, người này nghị lực không sai, tự phong tu vi quỳ nửa tháng. Kim Cốt Đế nhìn thấy Bắc Thần Tinh Hồn thời khắc, đôi mắt hiện lên một tia vẻ tán thưởng. Tiêu Phàm lại là thần sắc như thường, vẻn vẹn nhìn Bắc Thần Tinh Hồn một cái, liền từ bên cạnh hắn đi qua, tựa như không thấy được một dạng. Tốt a Bắc Thần Tinh Hồn, người một cái đổ hỗn trướng, mất hết ta Bắc Thần gia tộc mặt, ai bảo ngươi quỳ ở chỗ này, cút trở về cho ta. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, lại là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới. Người cầm đầu Tiêu Phàm ngược lại là nhận biết, chính là cái kia cho là hắn Tiêu Phàm tự cho là đúng, cũng khiêu chiến qua hắn Bắc Thần Vọng Cổ. Bắc Thần Vọng Cổ khí thế hùng hổ, sắc mặt 10 điểm bất thiện. Hắn sát khí nặng nề hướng về Bắc Thần Tinh Hồn, Bắc Thần gia tộc thân làm nhân tộc năm đại gia tộc một trong, lại có thể đối người khác quỳ xuống. Trong chớp mắt, Bắc Thần Vọng Cổ liền xuất hiện ở Bắc Thần Tinh Hồn một bên, một cước hung hăng đem Bắc Thần Tinh Hồn đạp lăn trên mặt đất, Bắc Thần Tinh Hồn phun ra mấy ngụm máu tươi, thiếu chút nữa thì ngất đi. Mà mặt khác mấy bóng người, lại là ngăn cản Tiêu Phàm ba người đường đi. Kim Cốt Đế trên người tản mát ra một cỗ nồng nặc sát ý, lại bị Tiêu Phàm đưa tay ngăn lại, hắn hiện tại có thể không muốn tiếp tục cùng Bắc Thần gia tộc là địch. Còn dám giả chết, ngươi có tin hay không? Ta cắt ngang chân của ngươi. Bắc Thần Vọng Cổ lại đạp Bắc Thần Tinh Hồn mấy chân. Bắc Thần Tinh Hồn nôn mấy ngụm máu tươi, rốt cục tỉnh táo thêm một chút, sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Bắc Thần Vọng Cổ, thanh âm khàn khàn nói, Bắc Thần Vọng Cổ, có gan ngươi giết ta, ta Bắc Thần Tinh Hồn, cho tới bây giờ chưa sợ qua ngươi. Hắn xác thực không phải Bắc Thần Vọng Cổ đối thủ, có thể cũng không đại biểu hắn sợ Bắc Thần Vọng Cổ. Thật giống như hắn quỳ gối Tiêu Phàm thần chu phía trước nửa tháng, cũng không đại biểu hắn không có chút nào cốt khí, mà là bởi vì hắn nội tâm có hắn nghĩ muốn chấp nhất truy cầu. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám? Bắc Thần Vọng Cổ nâng tay phải lên, thiếu chút nữa thì nhịn không được một tát xuống dưới, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, ngươi cái này rác rưởi, giết ngươi đều bẩn tay của ta. Bắc Thần Vọng Cổ hất lên áo bào, lạnh rên một tiếng. Lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Phàm ba người, lạnh giọng nói, là các ngươi buộc hắn quỳ xuống. Nếu như Bắc Thần Vọng Cổ đến thời điểm, hơi nghiêm túc nhìn Tiêu Phàm ba người bọn họ một cái, có lẽ liền sẽ không như thế chỉ cao khí dương. Ở trước mặt hắn ba người kia, tùy tiện cái nào, đều có thể một tát chết hắn. Bất quá, Tiêu Phàm ba người hiển nhiên không để hắn vào trong mắt, thậm chí ngay cả đầu lười nhắc về. Phóng ra bước chân trực tiếp đi về phía trước đi đến. Muốn chết, Bắc Thần Vọng Cổ nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ lại dám không nhìn hắn, cái này khiến hắn hết sức tức giận. Lời còn chưa dứt, Bắc Thần Vọng Cổ bỗng tại chỗ biến mất, một trường hung hăng chụp về phía Tiêu Phàm phía sau lưng của bọn hắn. Dừng tay, Bắc Thần Tinh Hồn biến sắc, không chút do dự ngăn tại Tiêu Phàm phía sau bọn họ, cũng không phải hắn sợ Bắc Thần Vọng Cổ giết Tiêu Phàm bọn họ. Mà là hắn sợ Bắc Thần Vọng Cổ đắc tội Tiêu Phàm, sau đó liên lụy Bắc Thần gia tộc những người khác. Lúc trước, hắn Bắc Thần Tinh Hồn thế nhưng là nhiều lần vây giết Tiêu Phàm, nhiều nhất thời điểm thế nhưng là có được gần 100 cái đại đế cảnh thủ hạ, nhưng cuối cùng tất cả đều chết ở trong tay Tiêu Phàm. Xem như Tiêu Phàm địch nhân, Bắc Thần Tinh Hồn rất rõ ràng Tiêu Phàm khủng bố. Bất quá, Bắc Thần Tinh Hồn rất nhanh liền hối hận, bởi vì hắn phát hiện, bản thân vậy mà tự phong tu vi, như thế nào trong thời gian ngắn có thể cưỡi ra? Bắc Thần Tinh Hồn, người muốn chết sao? Bắc Thần Vọng Cổ nhìn thấy Bắc Thần Tinh Hồn vậy mà che trước mặt mình, không khỏi sắc mặt đại biến. Vội vàng thời khắc, hắn vội vàng rút về một nửa lực lượng, nhưng dù cho như thế, cũng không phải tự phong tu vi Bắc Thần Tinh Hồn có thể ngăn. Phịch một tiếng, Bắc Thần Tinh Hồn bị Bắc Thần Vọng Cổ một bàn tay đánh bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ tất cả đều phá toái, trong miệng máu tươi cuồng phún. Toàn bộ thân thể bay ngược mà ra, bất quá, phi ra mấy trượng khoảng cách,
Bắc thần tinh hồn lại là phát hiện một cái tay chống đỡ ở phía sau lưng của hắn. Bắc thần tinh hồn, người một cái hỗn trướng, người muốn chết cũng lăn xa một điểm. Bắc thần vọng cổ nổi giận nói. Rốt cuộc là ai muốn chết? Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng từ Bắc thần tinh hồn vị trí truyền đến. Đương nhiên là ngươi, Bắc thần vọng cổ không chút do dự hồi đáp. Chỉ là lời còn chưa dứt, thanh âm của hắn lại đột nhiên ngừng lại, con người bỗng nhiên rút thành một cây châm, thân thể cũng đi theo run rẩy kịch liệt lên. Chỉ thấy Bắc thần tinh hồn sau lưng, đi ra một bóng người, một khuôn mặt quen thuộc, chính lãnh đạm nhìn qua hắn. Trong nháy mắt đó, Bắc thần vọng cổ toàn thân hiện nổi da gà lên. Trong đầu hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là lập tức thoát đi nơi đây, nhưng hắn lại ngay cả thoát đi dũng khí đều không có. Bởi vì hắn biết rõ, một khi tự mình nghĩ trốn, qua phía dưới chỉ có thể chết thảm hại hơn. Không, vô trần, là ngươi. Bắc thần vọng cổ run rẩy nhìn người đối diện ảnh, trừ bỏ Tiêu Phàm còn có thể là ai đây? Tiêu Phàm mặc dù không nghĩ tới Bắc thần tinh hồn sẽ ngăn tại trước người bọn họ, cũng căn bản không cần thiết nhường hắn chống đối, nhưng dù gì cũng xem như thay bọn hắn cản một trường, trong lòng đối với hắn cách nhìn cũng cải biến không ít. Chí ít, Bắc thần tinh hồn không phải nhất thời xúc động, mà là thực thành tâm hối cải. Chỉ là Tiêu Phàm không biết Bắc thần tinh hồn nội tâm đến cùng có một loại như thế nào chấp nhất, thậm chí ngay cả chết còn không sợ. Ngươi không phải là muốn ta chết sao? Ta chờ ngươi xuất thủ. Tiêu Phàm đứng ở cái kia không nhúc nhích, đặt ở Bắc thần tinh hồn sau lưng bàn tay lại là hơi chấn động một chút, trong nháy mắt giải phong Bắc thần tinh hồn tu vi. Chút thương thế này đối với người bình thường mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đối với đại đế cảnh Bắc thần tinh hồn mà nói, lại không tính là gì. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ, Bắc thần tinh hồn là vừa mừng vừa sợ. Vui chính là Tiêu Phàm xuất thủ cứu hắn, hiển nhiên đã mềm lòng. Kinh hãi chính là, một khi Tiêu Phàm phát cuồng, xui xẻo khẳng định không chỉ Bắc thần vọng cổ, bên người hắn những người kia, đều phải xui xẻo theo. Bắc thần vọng cổ mí mắt cuồng loạn, hắn nào dám đối Tiêu Phàm xuất thủ. Trừ phi hắn ông cụ thắt cổ, chán sống. Đột nhiên, Bắc thần vọng cổ con mắt hơi chuyển động, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, nổi giận nói, tốt a, vô trần. Ngươi dám bức ta Bắc thần gia tộc người đối ngươi hạ quỳ, ngươi chán sống sao? Bắc thần vọng cổ thanh âm rất lớn, trong nháy mắt hấp dẫn bốn phía không ít người lực chú ý. Nhìn thấy không ít người bay tới, Bắc thần vọng cổ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn chắc chắn, Tiêu Phàm trước mặt nhiều người như vậy, tuyệt đối không dám động thủ với hắn. Chỉ cần hắn dám động thủ, Bắc thần gia tộc nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đáng tiếc. Hắn thật không thể giải thích Tiêu Phàm. Đừng nói là hắn hiện tại, liền xem như trước kia, bằng vào Bắc thần vọng cổ câu nói này, Tiêu Phàm liền sẽ không bỏ qua hắn. Có ít người xác thực chán sống. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, đôi mắt hiện lên vẻ sát ý, xem ở Bắc thần hồn lão tổ trên mặt, tự đoạn một tay a. Tự đoạn một tay, Bắc thần vọng cổ khịt mũi coi thường, nhưng mà rất nhanh, hắn sắc mặt cứng đờ. Bắc thần hồn lão tổ. Hắn vô trần làm sao biết Bắc thần hồn lão tổ, lấy tư cách của hắn, căn bản không có khả năng nghe nói qua cái tên này a. Nhưng Tiêu Phàm cái kia khí định thần nhàn thần sắc, lại là để Bắc thần vọng cổ trong lòng không chắc, chiếu tiểu tử này ý tứ, chẳng lẽ ngay cả mình ra lão tổ muốn cho mặt mũi. Tất nhiên ngươi không nguyện ý, vậy ta giúp ngươi. Tiêu Phàm trong mắt sát mang lóe lên. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm bên người bỗng bắn ra một đạo kim sắc lợi mang. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt xẹt qua Bắc thần vọng cổ cánh tay phải, sau đó lại nhanh chóng trở lại Tiêu Phàm bên người. Phốc suy một tiếng, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, Bắc thần vọng cổ cánh tay phải ném đi mà lên, theo sát mà đến là một trận kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng. Tê bốn phía tu sĩ nhìn không được hít một hơi lạnh, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ đại bộ phận cũng là nhân tộc tu sĩ. Tự nhiên rất rõ ràng Bắc thần gia tộc khủng bố cỡ nào. Nhưng tiểu tử này, vậy mà thực dám cắt rơi Bắc thần vọng cổ một tay, cái này thật là chán sống. Nếu có lần sau nữa, đòi mạng ngươi, Tiêu Phàm ngữ khí hoàn toàn như trước đây băng lãnh, sát khí bốc lên, lăn. Bắc thần vọng cổ hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, nhưng cuối cùng liền một câu hung ác lời cũng không dám thả. Lấy Tiêu Phàm thực lực, hắn ngay cả chạy trốn đều không cơ hội. Nếu là thật sự chọc giận Tiêu Phàm,
có lẽ thật trực tiếp chảm hắn cũng không nhất định. Đợi đến Bắc Thần vọng cổ mang theo Bắc Thần gia tộc người biến mất, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn xem quỳ một chân trên đất Bắc Thần tinh hồn. Tiêu, Phô Trần sư tôn, còn mời thu ta làm đồ đệ. Bắc Thần tinh hồn lần thứ hai thật tốt quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm, cung kính bái nói. Thu đồ đệ, Phô Trần mặc dù rất mạnh, nhưng có tư cách gì thu Bắc Thần tinh hồn làm đồ đệ đây? Bắc Thần gia tộc thế nhưng là cổ tộc A, thánh đế cảnh cường giả đều có không ít. Ai biết được, bất quá người kia đúng là Vô Trần không thể nghi ngờ, Bắc Thần tinh hồn tất nhiên làm như thế, khẳng định có hắn đạo lý. Bốn phía xem trò vui tu sĩ cũng triệt để sôi trào, Bắc Thần tinh hồn muốn chuyện bái sư tình, hoàn toàn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Tiêu Phàm mặc dù là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng chỉ là phổ thông địa vực tu sĩ. Bắc Thần tinh hồn lại là cổ tộc thiếu chủ, hơn nữa cũng là lòng có ngạo khí tuyệt đỉnh thiên tài, làm sao có thể bái người khác làm thầy đây. Tiêu Phàm không nhìn bốn phía ánh mắt cùng nghị luận âm thanh, hai tay vác sau lưng, lạnh lùng quan sát quỷ dưới đất Bắc Thần tinh hồn. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phun ra mấy chữ, ngươi, không xứng. Ngươi, không xứng, Tiêu Phàm lời nói, tựa như sét đánh một dạng đánh vào Bắc Thần tinh hồn trong đầu, Bắc Thần tinh hồn thiếu chút nữa thì toàn thân không thấy khí lực, tê liệt trên mặt đất. Đám người cũng là vô cùng ngạc nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm có thể thu Bắc Thần tinh hồn làm đồ đệ, là hắn cả một đời đã tu luyện phúc phận. Nhưng Tiêu Phàm, vậy mà trực tiếp mở miệng nhục nhã, đây là muốn đem Bắc Thần gia tộc đắc tội tới cùng sao? Bất quá, đột nhiên, Tiêu Phàm lời nói xoay chuyển, ngươi nếu là thông qua ta khảo nghiệm, ta có thể miễn cưỡng thu ngươi làm ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử, Bắc Thần tinh hồn hơi sững sờ, ngay sau đó vội vàng cho Tiêu Phàm dập đầu mấy cái, nói tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Nhìn thấy Bắc Thần vọng cổ về sau, Tiêu Phàm cũng biết Bắc Thần tinh hồn theo đuổi là cái gì. Tôn nghiêm, coi trọng, những này là hắn nghĩ muốn từ Bắc Thần gia tộc lấy được, có thể Bắc Thần gia tộc giao phó không được hắn, cho nên Bắc Thần tinh hồn chỉ có thể cầu hắn Tiêu Phàm. Bởi vì ở trong mắt Bắc Thần tinh hồn, Tiêu Phàm có thể mang đến cho hắn tất cả những thứ này. Hiện tại ngươi còn không có thông qua ta khảo nghiệm, không tư cách gọi ta sư tôn. Tiêu Phàm ánh mắt thanh lãnh, trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng lập tức xuất vào Bắc Thần tinh hồn mi tâm. Bắc Thần tinh hồn khẽ run lên, tựa như lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Thời gian 10 năm, ngươi nếu có thể lãnh ngộ ra những trận pháp này, cũng hoàn thành ta lời nhắn nhủ sự tình, có thể đi vô tận thần phủ tìm ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền mang theo thí thần cùng kim cốt đế hai người rời đi. Lão đại, tiểu tử kia thế nhưng là nhiều lần tìm kiếm nghĩ cách muốn giết ngươi a, ngươi còn nguyện ý thu hắn làm đồ. Rời đi thí thần nhìn không được hỏi, trong lòng 10 điểm khó chịu. Tiêu Phàm lắc đầu, thở dài nói, ta cũng không nguyện ý, nhưng ai nhường hắn họ, Bắc Thần, đây. Thật lâu, Bắc Thần tinh hồn mới thanh tỉnh lại, nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng, nắm chặt nắm đấm nói, sư tôn, ta nhất định sẽ làm được. Tiêu Phàm, thí thần cùng kim cốt đế ba người đi tới quảng trường vị trí lúc, phát hiện đã có hơn 100 người ở đây chờ lấy. Nhiều người như vậy, thí thần hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra ý một tia kinh ngạc. Trừ bỏ chúng ta bên ngoài, còn có kỳ trước vạn tộc thiên tài bảng, ba hạng đầu đều có thể tham gia, 100-200 người, không coi là nhiều. Tiêu Phàm lại là lắc đầu cười một tiếng. Thượng cổ đến nay, vạn tộc thiên tài bảng đã có mấy chục vạn năm, coi như 3.000 năm một lần, cũng có hơn 100 lần. Hơn 100 lần vạn tộc thiên tài bảng, có thể có được tổ nguyên phong cấm cho tới bây giờ, làm sao cũng có 100-200 người, hơn nữa lần này 20 người. Không sai biệt lắm có chừng 200 người. Huống chi, đã từng vạn tộc thiên tài bảng có đôi khi là 1.000 năm tổ chức một lần, cho tới bây giờ, đoán chừng mấy trăm lần đều có. Mà ở trong đó chỉ có hơn 100 người, đã tính là ít. Đương nhiên, có một ít người có thể đoạt được nhiều lần quán quân, vậy cũng chỉ có thể tính một cái danh ngạch. Những người này, có thể so sánh chủng tộc trận chiến những người kia muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Kim cốt đế nhắc nhở. Tiêu Phàm gật gật đầu, ba người đạp vào quảng trường, không ít người quăng tới lãnh đạm ánh mắt. Có thể xuất hiện ở nơi này người, ai không phải tuyệt thế thiên kiêu đây? Mặc dù bọn họ có ở đây giới vạn tộc thiên tài bảng bên trên xếp hạng không cao, có thậm chí ở 100 tên có hơn,
nhưng bọn hắn ngạo khí lại không ít mảy may. Dù sao, mỗi người bọn họ cũng là đã từng uy áp một đời nhân vật. Đáng tiếc, nếu như Long U Vũ chưa từng đối địch với ta, có lẽ cũng có thể đứng ở chỗ này a. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Thế nhưng, sự tình tất nhiên cũng đã phát sinh, cái kia là không thể nào thay đổi. Tiêu Phàm đảo qua đám người, lại là thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Huyết Hoàng Nữ, Băng Hoàng Nữ, Hiên Viên Trảm Tiên, Tiêu Phàm đều xem như kiến thức qua, bất quá rất nhanh, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Long Nữ trên người. Nàng nhẹ bọc lấy mạng che mặt, lộ ra một đôi ánh mắt linh động, giống như bảo thạch một dạng tỏa sáng lấp lánh, tóc xanh trong gió cuốn lên, cho người ta một loại nhẹ nhàng cảm giác. Một bộ váy trắng thánh khiết siêu phàm, không nhiễm bụi bặm, vô luận ở đâu, cũng là toàn trường tiêu điểm một dạng. Mặc dù hắn không biết Long Nữ vì sao không nhận ra bản thân, nhưng Tiêu Phàm trong lòng đốc định, Long Nữ chính là Long Vũ không thể nghi ngờ. Lão đại, Tà Vũ tại đó. Đột nhiên, thí thần nhìn về phía xa xa một cái góc, cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm tìm thí thần ánh mắt nhìn tới, lại là gặp được một cái mang theo mặt nạ màu đen nam tử đón gió mà đứng, cùng đám người không hợp nhau, cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Mấy chục năm không gặp, Tiêu Phàm cảm giác Tà Vũ khí thế trên người càng ngày càng kinh khủng, liền hắn đều nhìn không thấu mảy may. Tiêu Phàm cũng không có đi lên chào hỏi. Kiếm Hồng Trần ba chữ này bây giờ tên tuổi quá lớn, nếu là người khác biết, ngược lại sẽ rất nhiều phiền phức. Còn không bằng dùng cái này vô trần thân phận, chờ phi tiên thánh cảnh kết thúc lại nói, đến lúc đó lại tìm Tà Vũ uống thật sảng khoái. Kim Cốt, vạn tộc thiên tài bảng đệ nhất thần ma tử, người có thể nhận biết. Tiêu Phàm nhìn về phía bên cạnh Kim Cốt Đế, truyền âm hỏi. Tiêu Phàm cũng hết sức tò mò, hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút. Lịch cổ vạn tộc thiên tài bảng hạng nhất thần ma tử, đến cùng là thần thánh phương nào? Ta cũng không biết, truyền văn, không có người thấy thần ma tử hình dáng. Kim Cốt Đế lắc đầu, đắng chát cười nói, thậm chí có người từng nói, thần ma tử cũng không phải là tên thật của hắn. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng không tin ai cũng tên gọi thần ma tử, cái này rõ ràng là một cái biệt hiệu. Vậy cái này thần ma tử thuộc về chủng tộc gì tổng hẳn biết chứ? Thí thần cũng không nhịn được hỏi, Kim Cốt Đế lại là vẫn như cũ lắc đầu, lần này ba hạng đầu tin tức, đời người biết quá ít, dù sao, bọn họ đều sống ở mấy chục vạn năm trước, nhất là cái này thần ma tử, càng là kinh khủng thập quan vương. Thập quan, Tiêu Phàm cùng thí thần hai người đồng thời biến sắc, người khác vì một cái quán quân liền muốn tránh phá đầu, sát sinh sát tử, có thể người này vậy mà một công nhiều việc thập quan. 10 lần vạn tộc thiên tài bảng quán quân. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Dù sao, đối thủ của hắn không chỉ có riêng chỉ là một chủng tộc, mà là thái cổ thần giới hơn vạn chủng tộc A. Cho dù là Tiêu Phàm, giờ phút này cũng kinh hãi không thôi, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là thực lực biểu tượng. Trong chớp nhoáng này, thần ma tử ở Tiêu Phàm trong lòng địa vị trong nháy mắt cất cao đến một cái cực cao cấp độ. Nếu như về sau có thể gặp gỡ hắn, nhất định phải cẩn thận là hơn. Thần ma tử mặc dù cường đại, nhưng người thứ hai cùng người thứ ba hai người cũng không kém. Kim Cốt Đế hít sâu một cái nói. Người thứ hai Đế Thái Ất cùng người thứ ba Thánh Nhân Hoàng. Hai người bọn họ lại có lai lịch thế nào? Thí thần lập tức hứng thú. Mặc dù hắn có thể đủ chiếm cứ giới này vạn tộc thiên tài bảng người thứ 14, có thể hắn biết rõ, tại đồng bậc bên trong, hắn cũng không phải là sự tồn tại vô địch. Khỏi cần phải nói, chính là Tiêu Phàm. Hắn đều không có bất kỳ cái gì tự tin có thể chiến thắng. Mà Tiêu Phàm ở trên vạn tộc thiên tài bảng cũng vẻn vẹn xếp hạng đệ tứ mà thôi, có thể nghĩ ba tên kia làm sao cường hoành. Không sai, Kim Cốt Đế gật gật đầu, nói ta cũng chỉ là từng nghe nói, không biết là có hay không là thật giả. Truyền văn, Đế Thái Ất đoạt được cửu giới vạn tộc thiên tài bảng quán quân, chỉ hận muộn ra đời không thiếu niên, nếu không, chưa hẳn yếu hơn thần ma tử. Còn có thứ ba Thánh Nhân Hoàng, cũng là tài năng ngút trời, đoạt được thất quan vương về sau liền bản thân phong ấn, bằng không mà nói, hắn chưa hẳn không thể đánh phá Đế Thái Ất cùng thần ma tử ghi chép. Tiêu Phàm cùng thí thần hai người thần sắc hơi hơi ngưng tụ, xem ra, trên sân người xác thực đều không đơn giản. Đế Thái Ất cùng Thánh Nhân Hoàng là chủng tộc gì? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Đế Thái Ất là long tộc, về phần bản thể là cái gì long, không ai biết được.
Kim Cốt Đế như thực nói ra, mà Thánh Nhân Hoàng lại là trong nhân tộc đấu chiến thánh tộc. Đấu chiến thánh tộc, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, hắn đã nhiều lần nghe nói qua đấu chiến thánh tộc, còn chưa bao giờ thấy qua đấu chiến thánh tộc người. Về phần Nam Cung Tiêu Tiêu đến cùng phải hay không đấu chiến thánh tộc, Tiêu Phàm cũng không phải là 10 điểm khẳng định, vẻn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi. Yên lặng, một tiếng quát to cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ, lại là nhìn thấy tốt mấy bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới, người cầm đầu không phải người khác, chính là Long Vân. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, vẻ mặt mong đợi hướng về phía trước Long Vân bọn họ, tựa như hận không thể lập tức tiến về phi tiên thánh cảnh. Long Vân đám người rơi ở phía trước đài cao phía trên, ngay sau đó chỉ thấy hắn tiến lên một bước, quét đám người phía dưới một cái, nói thời đại vàng son, phi tiên thánh cảnh, một ngày này rốt cuộc đã đến. Đám người nín thở ngưng thần, cẩn thận nghe, sợ bỏ qua cái gì. Ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Long Vân sau lưng phi ra mấy bóng người, đồng thời đánh ra từng đạo thủ ấn, hư không lập tức xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Quang môn bên trong 10 điểm mông lung, căn bản thấy không rõ có cái gì, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được một cỗ hư vô phiêu miểu khí tức. Các ngươi có thời gian 2 năm về sau, liền sẽ bị phi tiên ngọc lệnh tự hành chuyển tống ra, tạo hóa tùy duyên, sinh tử do mệnh, đi vào đi. Long Vân thần sắc bình tĩnh nói. Đám người nghe vậy, hơi sững sờ. Thế là xong à, có thể tiến vào phi tiên thánh cảnh. Các ngươi không nên tuyên bố một lần cái gì quy tắc, hẳn là chú ý một ít gì sao. Trên quảng trường khoảng 100 người, ngươi xem lấy ta, ta nhìn vào ngươi, trong lúc nhất thời ai cũng không có dẫn đầu đi vào. Bọn họ mặc dù là đại đế cảnh bên trong người nổi bật, nhưng tại thánh đế cảnh cường giả chân chính trước mặt, lại không đáng kể chút nào. Nếu là quang môn một bên khác, có nguy hiểm gì, vậy bọn hắn chẳng phải là đi chịu chết. Mấy tức về sau, để đám người kinh ngạc sự tình đã xảy ra, chỉ thấy cái kia quang môn hậu phương đột nhiên bắn ra một đạo quang trụ, trực tiếp thông hướng phi tiên cổ chỗ sâu. Làm sao, các ngươi đều chuẩn bị từ bỏ sao? Long Vân lãnh đạm quét mắt toàn trường khoảng 100 nhân đạo. Tiền bối, phi tiên thánh cảnh không có cái gì phải chú ý sao? Rốt cục vẫn là có người nhìn không được hỏi. Tạo hóa tùy duyên, sinh tử do mệnh. Long Vân vẫn như cũ chỉ có mấy chữ này, cái này khiến mọi người sắc mặt có chút khó coi. Chiếu câu nói này mặt chữ ý tứ lý giải, cái này phi tiên thánh cảnh có vẻ như không chỉ có cơ duyên, còn có hết sức nguy hiểm, ai lại dám tự tiện đi vào. Khi mọi người còn muốn hỏi thăm thời khắc, Long Vân lại mở miệng nói, các ngươi hỏi lão hủ lại hẳn là đến hỏi ai. Lão hủ lại chưa từng đi vào, đám người không còn gì để nói, bất quá nhưng lại không biết nói gì. Đúng vậy a, phi tiên thánh cảnh, chính là mấy chục vạn năm đến nay lần thứ nhất mở ra, lại có ai biết rõ bên trong có nguy hiểm gì đây. Cho dù có nguy hiểm, bây giờ mấy trăm ngàn năm qua đi, cũng đã không thấy tham khảo giá trị. Cùng nói mấy chục vạn năm phi tiên thánh cảnh bên trong bộ dáng, còn không bằng không nói, dạng này chỉ ít sẽ không che đậy lòng của mọi người, có thể cho bọn họ càng cẩn thận e dè hơn. Đám người cũng biết Long Vân không có nói láo, dứt khoát cũng liền không hỏi. Đi, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, mang theo thí thần cùng Kim Cốt Đế trong nháy mắt xông vào quang môn. Hắn cũng mặc kệ phi tiên thánh cảnh bên trong có nguy hiểm gì, dù sao trên người hắn có cửu u địa ngục lối vào. Nếu quả thật gặp gỡ bản thân không giải quyết được phiền phức, cùng lắm thì trực tiếp tiến vào cửu u địa ngục. Có Tiêu Phàm dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao không do dự nữa, tựa như sợ chậm một chút, bị Tiêu Phàm bọn họ tranh đoạt cơ duyên một dạng. Chỉ một thoáng, đám người nối đuôi nhau mà vào, vẻn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, trên quảng trường người liền toàn bộ đều tiến vào quang môn bên trong, quang môn cũng đồng thời đóng, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vạn tộc thí luyện cổ địa phong ấn chi môn trong vòng 3 tháng đóng lại, mời mau mau rời đi. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc quanh quẩn ở chân trời. Ngay sau đó, phi tiên cổ tu sĩ cũng nhao nhao bắt đầu rời đi, mặc dù có thiên hoang đặc sứ ở chỗ này trấn thủ, bọn họ cũng vẻn vẹn có thể ở khu vực biên giới trú lưu mà thôi, cho dù là thánh đế cảnh đỉnh phong, cũng không dám xâm nhập phi tiên cổ. Cùng hắn ở nơi này lãng phí thời gian, còn không bằng tiến về thí luyện cổ lộ lịch luyện một phen. Về phần những cái kia đột phá thánh đế cảnh tu sĩ, lại bị một cỗ cường hoành lực lượng áp chế,
bức bách bọn họ rời đi khu cổ địa này. Dù sao, nơi này còn là đại đế cảnh thí luyện cổ lộ, không đủ để gánh chịu thánh đế cảnh cường giả đánh giết. Vẻn vẹn mấy ngày, vạn tộc tu sĩ liền rời đi phi thiên cổ, còn có một số ô may mắn tu sĩ, tất cả đều bị một cỗ vô tình lực lượng bắn cho ra phi thiên cổ. Ở không ít người ánh mắt kinh ngạc bên trong, phi thiên cổ chậm rãi biến mất ở bóng tối mênh mang bên trong, cũng không thấy nữa bóng dáng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, đám người dựa theo trước đó tiến về phi thiên cổ con đường đường cũ trở về, nếu không, chỉ có thể bị trục xuất vô ngần hư vô, đến lúc đó muốn trở về có thể gặp phiền toái. Lại nói Tiêu Phàm ba người dẫn đầu xông vào quang môn bên trong, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại không gian lực lượng giam cấm thân thể, cho dù là bọn họ đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, cũng không thể động đậy mảy may. Thậm chí, còn có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đang trấn áp bọn họ linh hồn, cho dù là bọn họ làm sao phản kháng, đều không có ý nghĩa. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm ba người liền ngất đi, thân thể ở trong đường hầm nhanh chóng tiến lên. Không biết qua bao lâu, một mảnh vô ngần không gian, Tiêu Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, khắc sâu vào mi mắt là một mảnh mờ tối thiên khung. Chân trời mây mù mênh mông, âm u hết sức, lờ mờ còn bí mật mang theo từng tia huyết sắc, tựa như cả mảnh trời khung muốn rơi xuống đồng dạng, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Ngẫu nhiên có một đạo hắc ảnh từ trên cao lướt qua, tốc độ nhanh vô cùng, lấy Tiêu Phàm trong mắt, đều rất ít có thể bắt đến. Nơi này là, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nặng trĩu. Hắn cảm giác mình là một cái thật dài mộng, trong mộng, như có một tòa ma nhạc trấn áp hắn nhục thân cùng linh hồn, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Phi tiên thánh cảnh, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, thân thể bỗng nhiên đứng dậy, ngắm nhìn khắp nơi. Chỗ của hắn là vắng lặng huyết sắc sa mạc, đất chết vạn dặm, một cái trông không đến cuối cùng, mắt thường thấy phạm vi bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tiêu Phàm đã từng tưởng tượng qua phi tiên thánh cảnh mỹ hảo, hẳn là một chỗ chim hót hoa nở thánh địa, kém đi nữa chắc cũng là một chỗ linh khí hòa hợp địa phương. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, phi tiên thánh cảnh vậy mà như thế hoang vu, khắc nghiệt. Thí thần cùng kim cốt đế đây, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hắn nhớ kỹ mình là cùng thí thần cùng kim cốt đế cùng một chỗ tiến vào phi tiên thánh cảnh. Mà bây giờ, cũng chỉ có một mình hắn, thí thần cùng kim cốt đế vậy mà không thấy. Tiêu Phàm vận chuyển thần lực tiến vào hai mắt, nghịch loạn chi đồng mở ra, phát hiện đó cũng không phải huyễn cảnh, chỉ là, hắn vẫn như cũ không tin phi tiên thánh cảnh vậy mà như thế hoang vu. Làm Tiêu Phàm chuẩn bị rút về nghịch loạn chi đồng thời khắc, bỗng trong mắt một vòng vẻ kinh dị. Ở hắn cách đó không xa, lại có một đoàn huyết sắc sương mù thổi qua, tựa như tùy thời muốn tiêu tán một dạng. Tiêu Phàm lấy tay một chảo, muốn đem cái kia sương mù màu máu nắm trong tay, có thể bàn tay của hắn lại là trực tiếp từ sương mù màu máu phía trên xuyên qua. Bắt không được, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, trên đời này vẫn còn có hắn không bắt được đồ vật. Liền xem như pháp tắc chi lực, thế giới chi lực, hắn đều có thể dễ dàng cảm nhận được, thậm chí điều khiển a. Nếu như nói, cứng rắn muốn có đồ vật gì là hắn không bắt được, vậy cũng chỉ có khí vận. Khí vận, Tiêu Phàm con người co rụt lại, kinh hãi nhìn xem cái kia sương mù màu máu. Hắn tự nhiên biết rõ, cái này sương mù màu máu khẳng định không phải khí vận, có thể thứ này, hắn chỗ huyền diệu tuyệt đối không kém gì khí vận bao nhiêu. Mắt thấy cái kia sương mù màu máu sắp tiêu tán, Tiêu Phàm vội vàng há miệng hút vào, muốn đem cái kia sương mù màu máu hút vào thể nội. Khí vận mặc dù bắt không đến, nhưng lại có thể giáng lâm nhục thân. Nghĩ đến cái này sương mù màu máu hẳn là cũng có thể như thế hấp thu. Quả nhiên, cũng không có để Tiêu Phàm thất vọng, cái kia sương mù màu máu vậy mà thực bị hắn hút vào trong bụng, hơn nữa đi sâu vào hắn thần lực hải. Chỉ là, chuyện kế tiếp, lại là để Tiêu Phàm tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, con người kịch liệt co rút lại một chút. Không tốt, Tiêu Phàm kinh hô một tiếng, vội vàng khoanh chân ngồi dưới đất, tâm thần chìm vào thần lực hải. Tiêu Phàm thần lực hải bên trong, theo cái kia một sợi sương mù màu máu tiến vào, cuồn cuộn thần lực lập tức sôi trào, tựa như nhận lấy cái gì kích thích một dạng. Ngay sau đó, để Tiêu Phàm kinh hãi sự tình đã xảy ra, chỉ thấy những cái kia tới gần sương mù màu máu thần lực, vậy mà tan rã. Tan rã, Tiêu Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cẩn thận cảm ứng một lần,
lại là phát hiện cái kia đụng tới sương mù màu máu thần lực thực biến mất, tựa như cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, sương mù màu máu không có đình chỉ, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng lên. Cứ tiếp như thế, thần lực của mình chẳng phải là đều sẽ bị cái này sương mù màu máu thôn phệ. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi hết sức, thứ này quả nhiên không thể ăn bậy a. Chủ yếu nhất là, hắn thử nghiệm đem cái này sương mù màu máu khu trục ra ngoài thân thể, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, này huyết sắc huyết phụ tựa như cắm rễ ở thần lực hải một dạng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm trở nên hơi khẩn trương lên, tâm thần vội vàng chìm vào không gian ý thức bên trong, ở tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm. Cái này sương mù màu máu, rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng, nhưng mà, tu la truyền thừa bên trong cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới sương mù màu máu tin tức. Nhất định phải đột phá tu vi thánh đế cảnh, mới có thể giải phong càng nhiều truyền thừa tin tức sao? Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi hết sức. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiếp tục nhìn chăm chú lên sương mù màu máu biến hóa. Không sai biệt lắm thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, sương mù màu máu thôn phệ thần lực tốc độ rốt cục chậm lại, Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, cái kia sương mù màu máu vậy mà trở nên ngưng tụ, tựa như ngưng tụ thành một giọt con mắt lớn nhỏ huyết sắc giọt nước. Giọt nước, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, hắn có thể cảm giác được, giọt máu này sắc giọt nước bên trong, ẩn chứa nổ tính năng lượng. Hơn nữa, thứ này tựa như thuộc về hắn một dạng. Chỉ là, hắn nghĩ thử nghiệm khôi phục mất đi thần lực, lại là bất kể như thế nào đều không khôi phục được, chẳng lẽ là bởi vì thể nội thần lực chuyển hóa thành ở một giọt máu sắc giọt nước. Giống, đột nhiên, một tiếng to lớn gầm thét ở Tiêu Phàm bên tai vang lên, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ hắn. Tiêu Phàm trước tiên tỉnh táo lại, cực tốc hướng phía sau thối lui, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Oanh, một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm vừa mới chỗ ngồi, toái thạch bay tứ tung, bụi bặm đầy trời, mặt đất càng là xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, kém một chút, bản thân khả năng liền ngoẻo rồi. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn cũng rốt cuộc biết, bản thân quá tự đại, còn không có biết rõ ràng cái thế giới này là địa phương nào, vậy mà liền dám không chút kiêng kỵ tiến vào trạng thái nhập định, đây không phải muốn chết sao? Nếu như không phải hắn có được nhất tâm nhị dụng năng lực, có lẽ vừa rồi cho dù không chết cũng tất nhiên sẽ gặp chí mạng trọng thương. Tiêu Phàm lăng không mà đứng, lạnh lùng hướng về cái kia phế tích, hắn nghĩ muốn biết rõ ràng, đến cùng là ai đánh lén hắn. Nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh ngạc là, làm bụi bặm tán đi về sau, hắn căn bản không thấy được bất luận bóng người nào, nơi đó trừ bỏ một vùng phế tích, không có cái gì. Không có người, Tiêu Phàm không tin. Cho dù không phải người, khẳng định cũng có những sinh linh khác, bằng không mà nói, vừa mới cái kia phế tích là như thế nào đến. Cũng liền ở Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, hắn cảm giác bên tai sinh phong, một cỗ mạnh mẽ túc sát chi khí đập vào mặt, Tiêu Phàm bản năng một quyền hướng phía trước oanh ra. Phốc, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, Tiêu Phàm trên nắm tay, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thâm trường vết kiếm, thật giống như bị cái gì lợi nhận cho cắt vỡ một dạng. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, trong mắt đều là không thể tin. Nhục thể của hắn, thế nhưng là tương đương với thánh giai pháp bảo A, cho dù là thánh đế cảnh trung kỳ cường giả, muốn phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự, cũng sẽ không như thế đơn giản. Nhưng lúc này lại chân thật đã xảy ra, hơn nữa hắn căn bản không thấy rõ ràng đối phương là cái gì. Vừa rồi giống như thấy được một đạo huyết sắc tàn ảnh. Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Mới vừa rồi bị đối phương chém trúng thời khắc, hắn lờ mờ thấy được một đạo huyết sắc tàn ảnh, giống như kiếm ánh sáng, tuyệt thế sắc bén. Hơn nữa, kiếm quang kia, hẳn là không phải chân chính bảo kiếm tản ra đến, mà là những vật khác. Cẩn thận hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, tựa như trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, kém chút kinh hô mà ra, sương mù màu máu, đúng, chính là sương mù màu máu. Vừa rồi huyết sắc kia tàn ảnh tán phát khí tức, cùng Tiêu Phàm cắn nuốt cái kia sương mù màu máu cơ hồ giống như đúc. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự vận chuyển nghịch loạn chi đồng, phía trước sương mù màu máu hắn liền là dùng nghịch loạn chi đồng phát hiện. Quả nhiên, làm nghịch loạn chi đồng mở ra thời khắc, Tiêu Phàm lập tức thấy được làm bị thương hắn chính là quái vật gì.
Đó lại là một đầu dài ba thước thú nhỏ, toàn thân xương mù màu máu lượn lờ, miệng phun răng nanh, một đôi lăng lệ móng vuốt cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Tiêu Phàm cũng không biết này huyết sắc thú nhỏ là quái vật gì, chỉ biết là đối phương cho hắn một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng, nhất là một đôi kia đỏ thắm con ngươi, để cho người ta phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hô, không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, huyết sắc thú nhỏ bắn ra, lần nữa hướng về Tiêu Phàm giận nhào mà tới, đằng đằng sát khí. Tốc độ của nó rất nhanh, bay lên thời khắc, mang theo từng tia sương mù màu máu. Nhìn thấy những cái kia sương mù màu máu, Tiêu Phàm trong lòng càng thêm kinh ngạc, này huyết sắc thú nhỏ dĩ nhiên là từ sương mù màu máu ngưng tụ mà thành. Trảm hồn, nhất ma đao. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, trảm hồn thất ma đao đệ nhất đao thi triển, chỉ thấy một đạo chớp lóe hét giận dữ mà tới, vọt thẳng hướng huyết sắc thú nhỏ. Nhưng mà, để Tiêu Phàm mắt trợn tròn chính là, bản thân cái kia trảm hồn thất ma đao trực tiếp xuyên qua huyết sắc thú nhỏ, tựa như nó hoàn toàn không tồn tại một dạng. Công kích linh hồn vô hiệu, Tiêu Phàm vừa tránh vừa lui, xòe bàn tay ra, Tu La kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay, một đạo túc sát kiếm khí bắn ra đi. Nhưng, huyết sắc kia thú nhỏ vẫn như cũ như không có gì, mặc cho cái kia túc sát kiếm khí từ trên người nó xuyên thể mà qua. Vật lý công kích cũng vô hiệu. Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, này huyết sắc thú nhỏ rốt cuộc là quái vật gì, làm sao sẽ cường đại như thế? Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm chưa từng từ cái kia huyết sắc thú nhỏ trên người cảm nhận được bất luận cái gì sinh cơ, có chỉ là một loại túc sát chi khí, loại này túc sát chi khí 10 điểm nội liếm, nhưng lại ẩn chứa uy lực khủng bố. Mắt thấy huyết sắc thú nhỏ sắp tới phụ cận, Tiêu Phàm nhanh chóng lùi về phía sau. Giờ phút này, hắn trong lúc nhất thời cũng không có chú ý, công kích linh hồn cùng vật lý công kích đều không làm gì được đối phương, bản thân còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối phó nó. Bản thân nơi này huyết sắc thú nhỏ khủng bố như thế, cái kia thí thần cùng kim cốt đế vị trí đây. Bọn họ nhưng không có nghịch loạn chi đồng, chưa chắc có thể cảm nhận được huyết sắc thú nhỏ tồn tại. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi thay thí thần cùng kim cốt đế lo lắng. Huyết sắc thú nhỏ tựa như không nguyện ý buông tha Tiêu Phàm đồng dạng, mặc cho hắn làm sao chạy trốn, cũng theo đuổi không bỏ. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm trừ bỏ chạy trốn, xác thực không biết làm cái gì. Hô, một đạo tiếng xé gió vang lên, để Tiêu Phàm kinh ngạc là, huyết sắc kia thú nhỏ tốc độ bỗng tăng tốc mấy phần, chớp mắt liền đi tới Tiêu Phàm phụ cận. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm hoàn toàn không biết làm sao chống đối huyết sắc thú nhỏ. Bản năng thúc dục thần lực hải một giọt kia huyết sắc giọt nước. Mắt thấy cái kia huyết sắc tiểu thú móng vuốt sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm không chút do dự thúc dục thể nội một giọt kia huyết sắc giọt nước. Này huyết sắc giọt nước nhìn qua hết sức bình thường, nhưng lại ẩn chứa nổ tính lực lượng, để Tiêu Phàm cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà, khi hắn chân chính thi triển ra thời điểm, tại chính thức ý thức được này huyết sắc giọt nước đáng sợ. Chỉ thấy một đạo huyết sắc quang mang ở đầu ngón tay của hắn nở rộ, vừa lúc cùng huyết sắc tiểu thú móng vuốt chạm đến đầu ngón tay của hắn. Phốc suy một tiếng, huyết sắc quang mang trong nháy mắt đem huyết sắc tiểu thú bao phủ, sau đó cực tốc xông xuống phía dưới đại địa. Oanh, một tiếng dường như sấm sét nổ vang, huyết sắc quang mang đập rơi trên mặt đất, toàn bộ sa mạc đều run rẩy dữ dội lên, cát bay đá chạy, cực kỳ khủng bố. Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn phía dưới, lại là nhìn thấy một cái vài dặm phương viên hố to xuất hiện ở trên mặt. Phải biết, lúc trước hắn thi triển thần lực thời điểm công kích, mảnh này sa mạc đều không nhúc nhích tí nào a. Nhưng hiện tại, một kích này, đã không biết so với hắn mới vừa công kích phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Tiêu Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, ánh mắt lại là dừng lại ở phía trước cách đó không xa huyết sắc tiểu thú bên trên. Huyết sắc tiểu thú bị một giọt kia huyết sắc giọt nước năng lượng đánh tan không ít, hóa thành từng đoàn huyết sắc phụ khí lượn lờ trên không trung. Huyết sắc phụ khí, Tiêu Phàm thở sâu, không chút do dự đem cái kia từng tia đánh tan huyết sắc phụ khí hút vào trong bụng. Mặc dù hắn không biết cái này huyết sắc phụ khí rốt cuộc là cái gì, nhưng lúc này, chỉ có cái này huyết sắc phụ khí mới có thể khắc chế cái kia huyết sắc tiểu thú, hắn không thể không hấp thu. Theo huyết sắc phụ khí nhập thể, Tiêu Phàm thể nội thần lực bắt đầu tiếp tục tan rã tốc độ ít nhất là phía trước mấy lần. Dù sao, hắn hiện tại hút vào huyết sắc phụ khí, cũng là mới vừa gấp bội.
Hô, nhưng mà lúc này, cái kia huyết sắc tiểu thú lần nữa đánh tới, chỉ là so vừa rồi lại nhỏ một vòng. Tiêu Phàm nơi nào còn dám chính diện đối địch, nhấc chân chạy, hơn nữa hắn cũng không dám chạy xa, liền tại phụ cận vòng quanh, dù sao, hắn không biết cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu. Cái này huyết sắc tiểu thú đã rất khủng bố, vạn nhất đưa tới một đầu càng lớn, kinh khủng hơn đây. Tiêu Phàm một bên chạy trốn, một bên nhanh chóng luyện hóa thể nội huyết sắc vũ khí, hiện tại, chỉ có cái này huyết sắc vũ khí có thể cứu hắn. Đường đường tu la tộc tộc trưởng, khi nào bị một cái nhỏ như vậy quái thú truy sát qua, cái này còn là lần đầu tiên. Không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian về sau, Tiêu Phàm thể nội huyết sắc vũ khí rốt cục ngưng tụ thành 4 giọt năng lượng màu đỏ ngòm giọt nước, Tiêu Phàm lá gan lập tức lại lớn rất nhiều. 4 giọt, hẳn là đầy đủ giết chết ngươi. Tiêu Phàm trong mắt lạnh lẽo, một vòng lệ khí bộc phát ra. Hắn thực lực mặc dù không đủ giết chết huyết sắc tiểu thú, nhưng tốc độ của hắn nhưng còn xa không phải con thú nhỏ kia có thể so sánh, đây cũng là hắn còn có thể tồn sống đến bây giờ nguyên nhân. Giống như trước đó đồng dạng, Tiêu Phàm tiếp tục thôi động một giọt năng lượng màu đỏ ngòm cột nước, trực tiếp xuyên thủng huyết sắc tiểu thú thân thể. Lần này, Tiêu Phàm không chần chờ chút nào, tiếp tục thôn vệ huyết sắc tiểu thú bị đánh tan huyết sắc vũ khí, huyết sắc tiểu thú lập tức nhỏ một vòng. Tiêu Phàm không chút nào keo kiệt, lại thúc giục hai giọt, huyết sắc tiểu thú rốt cục bạo tán mà ra. Hút, Tiêu Phàm há miệng hút vào, tất cả huyết sắc vũ khí tất cả đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Vừa rồi 4 giọt năng lượng màu đỏ ngòm giọt nước, hiện tại chỉ còn lại 1 giọt, hắn không thể không tăng tốc luyện hóa thể nội huyết sắc vũ khí, chế tạo ra càng nhiều năng lượng giọt nước. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thể nội thần lực biến mất, lại không cách nào được bổ sung. Cái này huyết sắc năng lượng châu chỉ là vật tiêu hao, tiếp tục như vậy, nếu như gặp lại mặt khác huyết sắc quái vật, xui xẻo vẫn là ta. Tiêu Phàm trong lòng cẩn thận tính toán, huyết sắc vũ khí cô đọng thành năng lượng màu đỏ ngòm giọt nước ẩn chứa lực lượng xác thực rất bá đạo, nhưng một giọt năng lượng châu, xác thực cần bàng bạc thần lực mới có thể ngưng tụ a. Dù cho hắn thần lực hải vô cùng minh mông, một ngày nào đó cũng có tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Chủ yếu nhất là, thần lực còn không cách nào bổ sung, một khi tất cả thần lực tiêu hao hoàn toàn, cái này khiến hắn làm sao kiên trì. Phổ thông nguyên tinh không cách nào bổ sung thần lực, không biết cực phẩm long tinh có thể hay không. Tiêu Phàm trong lòng ngưng tụ, sau đó lấy ra từng khối long tinh chuẩn bị luyện hóa hấp thu. Nhưng nhường hắn thất vọng là, cực phẩm long tinh cũng căn bản không có một chút tác dụng nào, hoàn toàn không hấp thu được. Cực phẩm long tinh cũng không được, Tiêu Phàm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, phi tiên thánh cảnh không phải có được tạo hóa sao. Chiếu tình hình như vậy mở ra, nơi này nhất định chính là đi tìm cái chết. Khó trách Long Vân nói tạo hóa tùy duyên, sinh tử do mệnh. Nhất xíu cợt là, bọn họ nhiều người như vậy kiếm bể đầu tiến vào nơi này đi tìm cái chết. Thậm chí, kỳ trước tuyệt thế thiên kiêu, cũng vì đi tìm cái chết, vậy mà dùng tổ nguyên bản thân phong cấm. Không thể nào là một chỗ tử địa, một hai người là kẻ ngu thì cũng thôi đi, không có khả năng tất cả mọi người là kẻ ngu. Tiêu Phàm lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Một canh giờ xuống tới, trong cơ thể hắn năng lượng màu đỏ ngòm giọt nước đã ngưng tụ 18 giọt, cái này khiến Tiêu Phàm tạm thời lại đã có lực lượng. Thế nhưng là, hắn biến mất thần lực, lại là không cách nào được bổ sung. Cứ như vậy tính toán, ta những thần lực này có thể dung luyện năng lượng giọt nước, đoán chừng cũng liền 200 giọt không đến. Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Hắn thần lực hải, thế nhưng là người bình thường gấp bội a, hắn đều chỉ có thể dung luyện 200 giọt, cái kia người khác chẳng phải là chỉ có thể dung luyện mấy chục giọt. Hơn nữa, Tiêu Phàm lại phát hiện một cái ngạc nhiên địa phương. Kia liền là hắn thần lực hải vậy mà tại thu nhỏ. Theo thần lực hải bên trong thần lực biến mất, hắn thần lực hải cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Cái này huyết sắc vũ khí, rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tỷ thí thế nào cửu u chi khí còn muốn bá đạo? Tiêu Phàm thầm mắng không thôi. Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Phàm đột nhiên sững sờ, sau đó nhanh chóng triệu ra từng sợi cửu u chi khí bắt đầu luyện hóa. Lúc này, để Tiêu Phàm ngạc nhiên sự tình đã xảy ra, ở thần lực của hắn còn trong, vậy mà lại tăng thêm 4 giọt huyết sắc năng lượng châu. 4 giọt này, không phải là lúc trước hắn sử dụng 4 giọt sao?
chỉ có tinh khiết nhất nguyên khí mới có thể bổ sung, chẳng lẽ, cái này huyết sắc năng lượng châu, chính là nguyên lực. Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi. Ngay sau đó, trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ kích động, chỉ cần có thể không ngừng bổ sung nguyên lực, vậy hắn liền không cố kỵ gì. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm mới tin tưởng, cái này phi tiên thánh cảnh thật là một chỗ bảo địa, như thế luyện hóa nguyên lực tốc độ, thế nhưng là chưa từng nghe thấy. Đại đế cảnh muốn đột phá thánh đế cảnh, trừ bỏ lĩnh ngộ thế giới chi tâm bên ngoài, còn không tẩy để tất cả thần lực chuyển hóa thành nguyên lực, đây là một cái quá trình khá dài. Nhưng ở phi tiên thánh cảnh bên trong, quá trình này lại vô hạn rút ngắn, chỉ phải có đầy đủ huyết sắc vũ khí, liền có thể dung luyện thành nguyên lực. Đúng rồi, cửu u chi khí đều có thể bổ sung nguyên lực, cái kia cực phẩm long tinh vì sao không thể bổ sung đây? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, cực phẩm long tinh không phải cũng là tinh khiết nhất tổ long chi khí biến thành sao? Hay là nói, cái này nguyên khí cũng có phần âm dương, bởi vì huyết sắc vũ khí cùng cửu u chi khí đều là loại âm, cho nên có thể đủ luyện hóa, mà long mạch chi khí thuần dương, tự nhiên không luyện hóa được. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Phàm cũng chỉ có lời giải thích này có thể giải thích thông. Chờ chút, nếu như cái này huyết sắc năng lượng châu là nguyên lực, vậy cái này huyết sắc vũ khí chẳng phải là... Đột nhiên, Tiêu Phàm tựa như trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, con người hơi hơi co rụt lại. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một loại đồ vật, có thể tự hành đem thần lực chuyển hóa làm nguyên lực đồ vật. Bản nguyên chi lực, Tiêu Phàm thở sâu, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Không sai, chỉ có bản nguyên chi lực, mới có thể tự hành đem thần lực chuyển hóa thành nguyên lực, mà lúc này loại này huyết sắc vũ khí, vừa lúc có được loại này chuyển hóa nguyên lực tác dụng. Trừ cái đó ra, Tiêu Phàm lại cũng không nghĩ ra những vật khác. Giờ khắc này, Tiêu Phàm nhìn về phía trước mắt huyết sắc vũ khí, ánh mắt cũng trở nên có chút không giống. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này huyết sắc vũ khí chính là cái gọi là bản nguyên chi lực, cũng chính là những người khác trong miệng cái gọi là tạo hóa cơ duyên. Kỳ trước vạn tộc thiên tài bảng quán quân, sở dĩ phong cấm bản thân, một thế này mới thức tỉnh, không phải là vì cái này cái gọi là bản nguyên chi lực sao? Tiêu Phàm chỉ cảm giác hô hấp của mình đều trở nên thở gấp lên, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản nguyên chi lực cách mình vậy mà như thế gần. Không phải nói bản nguyên chi lực cũng là vô hình sao, làm sao có thể lấy huyết sắc vũ khí mà tồn tại đây? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực. Ở không hoàn toàn hiểu rõ cái này huyết sắc vũ khí trước đó, hắn cũng không dám tùy ý hấp thu. Cái này huyết sắc vũ khí dĩ nhiên có thể để thần lực của mình chuyển hóa thành nguyên lực. Nhưng nếu là có mặt khác tai hại đây? Phi tiên thánh cảnh, đến cùng là địa phương nào? Tiêu Phàm trong lòng vừa trầm tiếng nghĩ đến. Nếu quả thật có lớn như vậy cơ duyên, vì sao thiên hoàng tuyệt thế thiên kiêu, không tới đây đây? Hay là nói, thiên hoàng những cái kia thiên tài, liền bản nguyên chi lực đều coi thường? Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, điều này hiển nhiên là không thể nào, khả năng duy nhất chính là, những cái này huyết sắc vũ khí, cũng không hề tưởng tượng tốt như vậy. Chỉ ít, những vật này, không đủ để hấp dẫn thiên hoang thiên tài. Bất quá Tiêu Phàm lại không thể không thừa nhận, cái này nguyên lực uy lực, ít nhất là thần lực gấp 10 có thừa, một khi cô đọng dạng này nguyên lực, đột phá thánh đế cảnh, thực lực cũng tất nhiên sẽ bạo tăng, xa không phải bình thường thánh đế cảnh có thể so sánh. Đột nhiên, Tiêu Phàm kinh nghi một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt chìm vào thần lực hải. Hắn kinh ngạc phát hiện. Trong sương mù màu máu có từng tia sương mù màu đen đang ở chậm rãi tiêu tán mà ra, đồng thời, bạch sắc thạch đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thần lực hải. Một tia kia tia sương mù màu đen, chính là bị bạch sắc thạch đầu bóc ra mà ra, chậm rãi tiêu tán ra Tiêu Phàm thân thể. Linh hồn khí độc, Tiêu Phàm trong lòng mãnh kinh. Cũng khó trách hắn như thế kinh ngạc, lấy năng lực của hắn, vậy mà không có phát hiện linh hồn khí độc tồn tại. Nếu như không phải bạch sắc thạch đầu bóc ra bọn chúng, cái kia còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đây. Ngay sau đó, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía cái kia 22 giọt huyết sắc năng lượng châu, nhưng hắn kinh ngạc là, 22 giọt huyết sắc năng lượng châu, vậy mà hội tụ thành 2 giọt. Lớn nhỏ không có quá nhiều biến hóa, nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này huyết sắc năng lượng châu trở nên càng kinh khủng hơn, năng lượng ẩn chứa trong đó, càng là cực kỳ khủng bố. Hắn có loại cảm giác vô hình, một giọt này huyết sắc năng lượng châu, liền có thể tùy tiện chu sát một cái tầm thường thánh đế cảnh tiền kỳ tu sĩ,
dù cho thánh đế cảnh trung kỳ, cũng sẽ trọng thương. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm hô hấp đều trở nên dồn dập lên, hắn không thể không thừa nhận, cái này phi tiên thánh cảnh, xác thực có được hết sức tạo hóa. Bạch sắc thạch đầu cũng không ngăn cản ta hấp thu cái này huyết sắc vũ khí, nghĩ đến đây cũng là thực bản nguyên chi lực, hơn nữa đối ta không có chỗ hại. Tiêu Phàm âm thầm trầm tư. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn cũng yên tâm không ít, chỉ cần gặp gỡ những cái này huyết sắc vũ khí, trực tiếp trước thôn vệ lại nói. Không biết, cái này huyết sắc vũ khí, là một loại gì bản nguyên chi lực? Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, trong mắt lóe lên một vòng nồng nặc chờ mong. Hồng hộc, đây là, một đạo tiếng xé gió vang lên, Tiêu Phàm bộ mặt đều trở nên có chút vặn vẹo, một loại hủy diệt tính nguy cơ quanh quẩn trong lòng. Tiêu Phàm bản năng chân đạp nghịch long đăng thiên bộ hướng về chân trời lao đi, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, gần như đồng thời, trong mắt của hắn trong nháy mắt biến thành màu máu. Nghịch loạn chi đồng, mở ra, ở Tiêu Phàm trong ánh mắt kinh ngạc, một đầu hơn một trượng huyết sắc quái thú hướng về hắn nộ sát mà đến, khí thế hung mãnh, thực lực mạnh mẽ. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm lại không có e ngại, ngược lại chiến ý mãnh liệt, mắt thấy quái thú kia sắp tới gần thời khắc. Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, một giọt huyết sắc năng lượng châu hóa thành một đạo kiếm khí bắn ra. Phốc suy một tiếng, cái kia hơn một trượng huyết sắc quái thú trực tiếp một phân thành hai, hóa thành một đoàn huyết sắc vũ khí tràn ngập tại hư không. Một đòn, vẻn vẹn một đòn, liền tiêu diệt cái kia hơn một trượng huyết sắc quái thú. Thật là bá đạo nguyên lực, Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, trong cơ thể hắn cái này huyết sắc năng lượng châu. So thần lực ít nhất phải bá đạo gấp trăm lần. Cái này khiến Tiêu Phàm tràn đầy nồng nặc chờ mong, nếu như mình tất cả thần lực đều chuyển hóa thành huyết sắc năng lượng châu loại này nguyên lực, cùng giai bên trong, còn có ai là đối thủ của mình? Nếu là dùng cái này nguyên lực, phối hợp cổ thuật thi triển, uy lực càng là tuyệt luân. Không chần chờ chút nào, Tiêu Phàm há miệng liền đem cái kia huyết sắc vũ khí toàn bộ nuốt vào trong bụng. Đồng thời điều động đá màu trắng lực lượng rút ra trong đó linh hồn khí độc. Đồng thời, Tiêu Phàm lại nhanh chóng hấp thu cửu u chi khí bổ sung vừa mới tiêu hao một giọt nguyên lực. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm thần lực hải bên trong, tổng cộng tồn tại 10 giọt huyết sắc nguyên lực, mà thần lực hải bên trong thần lực, lại là thiếu 1/10 tả hữu. Cứ như vậy tính toán, hắn toàn bộ thần lực hải, tối đa cũng thì tương đương với có thể ngưng tụ 100 giọt huyết sắc nguyên lực. Có lẽ, ta cái này đã không thể để cho làm nguyên lực, mà hẳn là xưng là bản nguyên chi lực rồi a hát. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm. Ngay sau đó lại lắc đầu, hắn nhưng là nhớ kỹ, bản nguyên chi lực, đây chính là vượt qua thánh đế cảnh mới có thể nắm trong tay lực lượng, thánh đế cảnh vẻn vẹn có thể khống chế nguyên lực mà thôi. Hắn bây giờ vẻn vẹn xem như bán bộ thánh đế cảnh, lại có thể khống chế vượt qua thánh đế cảnh lực lượng đây. Cái này huyết sắc vũ khí. Chỉ có thể nói là một loại bản nguyên tiêu tán lực lượng, hoặc giả nói là ẩn chứa bổn nguyên sương mù, cho nên so thông thường nguyên lực phải cường đại hơn rất nhiều lần. Lịch đại vạn tộc thiên tài bảng quán quân, bọn họ sở dĩ nghĩ muốn tiến vào phi tiên thánh cảnh, 89/10 chính là vì cái này ẩn chứa bổn nguyên lực lượng, chỉ là bọn hắn nghĩ lầm đây chính là bản nguyên chi lực mà thôi. Bất quá bất kể như thế nào, loại này lực lượng, tuyệt đối so với bình thường thánh đế cảnh muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Khó trách những quán quân kia, tình nguyện phong cấm bản thân, cũng muốn có được loại cơ duyên này tạo hóa. Không biết những người khác dung luyện nguyên lực, phải chăng có uy lực của ta lớn đây? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Thời gian kế tiếp, Tiêu Phàm bắt đầu tìm kiếm bốn phương huyết sắc quái thú, hắn cần đem tất cả thần lực chuyển hóa thành nguyên lực, như thế mới có thể chân chính đột phá thánh đế cảnh. Phàm là trên đường gặp huyết sắc vũ khí, Tiêu Phàm cũng đều chưa thả qua. Hắn thần lực hải 10 điểm cuồn cuộn, yêu cầu huyết sắc vũ khí lượng cũng 10 điểm cuồn cuộn. Sau 3 tháng, Tiêu Phàm đem toàn bộ đất chết sa mạc đi dạo nhiều lần, tất cả huyết sắc vũ khí cơ hồ đều bị hắn hấp thu không còn một mảnh, có thể trong cơ thể hắn thần lực vẫn như cũ còn có một bộ phận rất lớn chưa từng chuyển hóa thành nguyên lực. Không đúng, hơn 100 người tiến vào phi tiên thánh cảnh, tại sao lâu như thế cũng không thấy một người đây? Tiêu Phàm cau mày, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía. 3 tháng qua, Tiêu Phàm một mực tận lực thu thập huyết sắc vũ khí, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hiện tại lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện trong đó quái dị. Phi tiên thánh cảnh, 100-200 người tiến vào,
không có khả năng một cái đều không gặp được. Khả năng duy nhất chính là, phi thiên thánh cảnh không chỉ một thế giới, mà là có được vô số thế giới, chỉ có dạng này, chúng người mới khả năng hoàn toàn không gặp nhau. Tiêu Phàm tập trung ý chí, không tiếp tục để ý đã lột xác hơn phân nửa thần lực hải, chậm rãi hướng về vực ngoại tinh không lao đi. 3 tháng, Tiêu Phàm đối cái này sa mạc thế giới đã có đầy đủ lý giải, đồng thời cũng minh bạch, loại này huyết sắc phụ khí cũng không chân chính bản nguyên chi lực, chỉ là ẩn chứa một tia bổn nguyên lực lượng mà thôi. Nếu như không phải bạch sắc thạch đầu chiết xuất, hơn nữa bóc ra bên trong linh hồn khí độc, hắn ngưng luyện nguyên lực, tuyệt đối không có bây giờ uy lực. Hơn nữa, loại này bản nguyên chi lực, hẳn là cùng giết chóc có quan hệ. Theo huyết sắc nguyên lực tăng nhiều, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó loại kia tàn nhẫn, khí tức túc sát, loại khí tức này, cùng trước kia hắn lĩnh ngộ giết chóc lực lượng giống nhau y hệt. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm lúc này mới dừng lại, mặt âm trầm nhìn xem không trung, hắn tự tay nhẹ nhàng hướng về không trung sờ soạng, lại là nhìn thấy hư không nhộn nhạo một đạo gợn sóng. Gợn sóng như là sóng nước, hướng về bốn phía khuếch tán, một vòng lại một vòng, cuối cùng tan biến tại vô hình. Phong ấn kết giới, Tiêu Phàm híp hai mắt, xòe bàn tay ra, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Hồng hộc một tiếng, Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, sáng chói kiếm khí sắc bén đến cực điểm, một kiếm đứng ở màn sáng kết giới phía trên. Lại là nhìn thấy màn sáng kia kết giới một trận vặn vẹo, hướng về phía trước khuếch tán đi, hiện ra một đạo hình kiếm. Bất quá để Tiêu Phàm kinh ngạc là, kiếm quang kia cũng không có xé mở màn sáng kết giới. Mấy tức về sau liền đem Tiêu Phàm đạo kiếm khí kia cho bắn ngược mà quay về. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, vẫn như trước chậm nửa nhịp, bị bản thân đạo kiếm quang kia quẹt vào bả vai, y phục bể nát không ít, bờ vai bên trên cũng xuất hiện một đạo vết máu. Cũng chính là nhục thể của hắn thập phần cường đại, lúc này mới có thể không nhìn đạo kiếm khí kia, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng cánh tay kia đã bị chém xuống đến. Thật là mạnh kết giới. Tiêu Phàm nhìn không được sợ hãi thán phục, kết giới này 10 điểm cuồn cuộn, hắn căn bản không nhìn thấy bờ duyên. Hơn nữa, kết giới này bên trong ẩn chứa trận pháp lực lượng cũng 10 điểm huyền diệu, cho dù là hắn, cũng hoàn toàn nhìn không thấu mảy may. Sau một khắc, Tiêu Phàm vận chuyển nghịch loạn chi đồng, thế giới trước mắt lập tức phát sinh biến hóa. Ở trong mắt của hắn bên trong, vô số huyết sắc tế tuyến răng khắp nơi, giống như một trương thiên lưới lớn, vượt qua thương khung. Đem cái này đất chết sa mạc thế giới bao phủ ở bên trong. Xuyên qua huyết sắc kia lưới lớn, Tiêu Phàm thậm chí có thể nhìn thấy, ngoại giới còn lờ mờ có từng chương một dạng lưới lớn, giống như kén tằm đồng dạng, trôi nổi ở trong hư không. Kén tằm lít nha lít nhít, tản ra không giống nhau quang mang. Tiêu Phàm biết rõ, cái kia kén tằm bên trong, cũng hẳn là nguyên một đám thế giới, cùng hắn hiện tại vị trí thế giới một dạng. Chỉ bất quá. Từ đằng xa nhìn tới, cái này không giống nguyên một đám thế giới, ngược lại giống như là từng tòa thiên địa lồng giam. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc biết, vì sao hắn tiến đến 3 tháng, cũng không có gặp gỡ những người khác hơn phân nửa cũng tiến nhập giống như hắn lồng giam thế giới bên trong. Thân ở lồng giam, mà không biết, đây là bi ai giường nào. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cơ duyên như vậy, Tiêu Phàm tình nguyện không muốn. Chỉ là hắn cũng biết. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn phá vỡ cái thế giới này lồng giam, hiển nhiên là không thể nào. Bất quá, đối với phần lớn người mà nói, đem thần lực dung luyện thành nguyên lực, chính là cơ duyên lớn lao. Nhưng là, đối với Tiêu Phàm mà nói, điểm này nhưng lại xa xa không cách nào thỏa mãn hắn. Hắn muốn không phải loại này ẩn chứa bổn nguyên lực lượng, mà là chân chính bản nguyên chi lực, dù cho nắm vững không được, xa xa quan sát một lần cũng không tệ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, linh hồn chi lực lặng yên tản ra, chỉ một thoáng, cả phiến thiên địa đều rất giống rõ ràng in vào trong đầu của hắn. Để Tiêu Phàm kinh dị là, trong đầu hắn bắt huyết sắc sợi tơ tạo thành lưới lớn, vậy mà bắt đầu nhanh chóng biến hóa, tựa như đang nhanh chóng hòa tan một dạng. Huyết sắc lưới lớn, cũng dường như biến thành vô số thần văn, để Tiêu Phàm suy nghĩ không thấu. Càng là như thế. Tiêu Phàm tâm thần càng không thể tự kiềm chế, thật sâu chìm vào trong đó. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm cảm giác mình cái kia tất cả huyết sắc sợi tơ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có một cái huyết sắc quang điểm,
huyết sắc quang điểm càng lúc càng lớn, trong nháy mắt xuất vào Tiêu Phàm thần lực hải. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cảm giác thần lực của mình biển bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ thấy còn dư lại thần lực hải bên trong thần lực, điên cuồng dâng lên, phát ra trận trận tiếng gầm. Cái kia điểm sáng, tựa như một cái vòng xoáy đồng dạng, thời gian mấy hơi thở, liền đem còn dư lại tất cả thần lực hấp thu không còn, cho dù dung luyện những cái kia huyết sắc nguyên lực, cũng bị hút vào. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên ngạt thở lên, có thể thân thể của hắn lại hoàn toàn không thể động đậy, thật giống như bị cái gì khống chế một dạng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thần lực hải chậm rãi ngưng tụ, lại biến thành lúc ban đầu đan điền hình dạng. Cái kia huyết sắc quang điểm vẫn như cũ lơ lửng trong đan điền, không có bất cứ động tĩnh gì. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm bàng hoàng, đồng thời cũng hết sức tò mò. Cũng đúng lúc này, để Tiêu Phàm kinh ngạc sự tình đã xảy ra, chỉ thấy trong đan điền, đột nhiên lại hiện lên một cái điểm sáng màu xám. Điểm sáng màu xám điên cuồng rút ra lấy lồng giam thế giới bên trong huyền diệu lực lượng. Nếu như nói, huyết sắc quang điểm cho người ta một loại khắc nghiệt, tàn nhẫn khí tức, vậy cái này điểm sáng màu xám, lại cho người ta một loại hùng hậu, khí thế bén nhọn. Hỗn độn chi khí, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia điểm sáng màu xám, từ giữa vừa cảm nhận được lúc trước hỗn độn kiếm thai lưu lại một cỗ lực lượng. Cỗ này lực lượng, vậy mà không kém chút nào cái kia huyết sắc quang điểm tản ra. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy cái kia huyết sắc quang điểm cùng điểm sáng màu xám bên trong, đồng thời chảy ra từng tia chất lỏng, liên tục không ngừng, thật lâu không dứt, phân biệt quay chung quanh huyết sắc quang điểm cùng điểm sáng màu xám xoay tròn. Xa xa nhìn tới, liền tựa như hai cái vòng xoáy, giống như tuyền nhãn đồng dạng, không ngừng phun ra ngoài từng tia suối nước. Đây chẳng lẽ là nguyên tuyền? Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái từ, trong lòng kinh ngạc hết sức. Nguyên tuyền, đây chính là liên tục không ngừng sinh ra nguyên lực, chỉ cần nguyên tuyền bất diệt, nguyên lực cơ hồ không dứt, hơn nữa có thể không ngừng rèn luyện nguyên lực, để nguyên lực trở nên càng thêm tinh thuần. Thánh đế cảnh có được nguyên lực, nhưng cũng không nhất định có thể sinh ra nguyên tuyền. Có thể nói, có được nguyên tuyền thánh đế cảnh, chính là vạn người không được một tồn tại. Mà hắn Tiêu Phàm vậy mà có được hai cái nguyên tuyền, tuyệt đối thánh đế cảnh bên trong cũng chưa chắc có thể sinh ra một cái. Có lẽ, đây mới thật sự là tạo hóa. Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn mở bừng mắt ra, lăng lệ con người hướng về bên ngoài những cái kia kén tằm, tinh quang lập lòe, hai cái nguyên tuyền, chẳng lẽ chính là cực hạn sao? Hiển nhiên, hai cái nguyên tuyền, Tiêu Phàm vẫn như cũ còn chưa đầy đủ, hắn còn muốn càng nhiều. Ngưng tụ càng nhiều nguyên tuyền, Tiêu Phàm mặc dù có ý tưởng này, có thể bản thể của hắn cùng linh hồn chi lực căn bản là không có cách xuyên thấu thế giới này kết giới, tự nhiên không có khả năng cảm ngộ những cái kia kén tằm thế giới bên trong bản nguyên lực lượng. Thực sự là đáng tiếc, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như có thể ly khai cái này thế giới lồng giam, có lẽ có thể ngưng tụ vô số nguyên tuyền. Thở sâu, Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ, lắp bắp nói, xem ra chỉ có thể đột phá thánh đế cảnh. Một khi đột phá thánh đế cảnh, liền không có khả năng ngưng tụ mới nguyên tuyền, đây cũng là vì sao lịch đại vạn tộc thiên tài bảng thiên tài phong cấm tự thân nguyên nhân. Chỉ có mượn nhờ bản nguyên chi lực, hơn nữa ở chưa từng đột phá thánh đế cảnh trước đó, mới có thể ngưng tụ nguyên tuyền. Về sau muốn ngưng tụ nguyên tuyền độ khó càng lớn hơn vô số lần, trừ phi gặp gỡ cơ duyên to lớn, bằng không cơ bản là không thể nào ngưng tụ nguyên tuyền. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm chuẩn bị triệu hoán Tu La Kiếm, triệt để cùng 3.000 thế giới dung hợp. Nhưng mà, ong ong đột nhiên, từng đạo bạch sắc quang mang từ Tiêu Phàm trên người nở rộ mà ra, lại là bạch sắc thạch đầu bỗng rung động không ngừng, vậy mà xuyên thấu lồng giam thế giới kết giới. Cái này, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ bạch sắc thạch đầu là muốn trợ giúp bản thân ngưng tụ càng nhiều nguyên tuyền? Chỉ là... Làm Tiêu Phàm chuẩn bị phóng ra lồng giam thế giới thời điểm, hắn phát hiện, thân thể của mình vẫn là không xuyên thấu, chỉ có linh hồn chi lực có thể sâu vào. Đã qua gần nửa năm thời gian, ta nhục thân không cách nào tiến vào mặt khác lồng giam thế giới, muốn ngưng tụ càng nhiều nguyên tuyền, cơ hồ là không thể nào. Tiêu Phàm rất nhanh nhận rõ một sự thật. Hắn lúc này mới nhớ lại, bản thân chỉ có thời gian 2 năm. Thời gian 2 năm, dựa theo tốc độ như vậy.
hắn có lẽ còn có thể ngưng tụ ba cái nguyên tuyền. Dù sao, cái kia hỗn độn kiếm khí nguyên tuyền cũng không phải là hắn ngưng tụ mà thành, chẳng qua là ban đầu hỗn độn kiếm thai phong ấn ở trong cơ thể hắn, bây giờ giải phong mà thôi. Mà nhục thể của hắn không cách nào tiến vào mặt khác lồng giam thế giới, tự nhiên cũng không cách nào thôn vệ những cái kia bản nguyên lực lượng, ngưng tụ mới nguyên tuyền cơ hội 10 điểm nhỏ bé. Có thể dung luyện một cái này huyết sắc nguyên tuyền, đối với hắn mà nói, đã coi như là thiên đại tạo hóa. Ngươi là nghĩ giúp ta đột phá thánh đế cảnh, Tiêu Phàm nhìn chăm chú bạch sắc thạch đầu, hít sâu một cái nói. Bạch sắc thạch đầu quang mang vụt sáng, xem như trả lời Tiêu Phàm lời nói. Tiêu Phàm cũng không chần chờ nữa, hắn nhưng là nghe nói, ở phi tiên thánh cảnh bên trong đột phá thánh đế cảnh, thế nhưng là không có thánh đế kiếp, cũng không biết việc này phải chăng làm thật. Nhưng là, đây hoàn toàn không trở ngại hắn đột phá thánh đế cảnh. Bây giờ hắn đại đế cảnh viên mãn, nghĩ phải trở nên mạnh hơn, đường tắt duy nhất chính là đột phá thánh đế cảnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, khoanh chân ngồi ở cao không, mượn nhờ đá màu trắng lực lượng, tâm thần chậm rãi hướng về ngoại giới khuếch tán. Hắn kinh ngạc phát hiện, những cái kia lồng giam thế giới nhìn như rất xa, có thể hắn linh hồn lực lượng lại dễ dàng bắt được. Tiêu Phàm biết rõ, đây là bạch sắc thạch đầu đang trợ giúp hắn. Ngươi để cho ta cảm ngộ mặt khác lồng giam thế giới bản nguyên lực lượng. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem bạch sắc thạch đầu, lại là nhìn thấy bạch sắc thạch đầu tả hữu bảy bỗng nhúc nhích. Không phải sao, Tiêu Phàm không hiểu. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được, một cỗ sức mạnh huyền diệu dọc theo hắn linh hồn lực lượng, xông vào trong cơ thể hắn. Ngươi là để cho ta rút ra những cái kia lồng giam thế giới bản nguyên lực lượng. Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi. Ý nghĩ này, quả thực quá điên cuồng. Những cái kia lồng giam thế giới, hắn đại khái số một lần, thế nhưng là nhiều đến 20003000A, tự mình một người rút ra 20003000 cái thế giới bản nguyên lực lượng, có thể chịu được sao? Bất quá rất nhanh, Tiêu Phàm liền phát hiện đây không phải một vấn đề, bởi vì, chính hắn không phải cũng có được 3000 thế giới sao? Nếu là 3000 thế giới đồng thời rút ra, đây cũng là không coi vào đâu. Các ngươi cũng chuẩn bị xong, có thể đột phá thánh đế cảnh, nhờ vào đó lập tức đột phá. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Hắn đây là đối thể nội thế giới những cái kia đại đế cảnh tu sĩ nói, bây giờ, hắn thể nội thế giới bên trong, trừ bỏ từ bách sát các lấy được cái kia 100 đại đế cảnh bên ngoài, vô tận thần phủ cũng có hơn 100 người sớm đã đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong tu vi. Tất cả những thứ này, còn phải nhờ vào tổ long bí cảnh cực phẩm long tinh. Những người này, cũng khoảng cách thánh đế cảnh không xa, bọn họ cũng giống vậy có tư cách lĩnh ngộ bổn nguyên lực lượng, vạn nhất vận khí tốt, có lẽ cũng sẽ sinh ra nguyên tuyển đây. Nói xong, Tiêu Phàm toàn thân tâm đầu nhập, bắt đầu dung luyện Tu La Kiếm. Tu La Kiếm bây giờ câu thông lấy 3000 thế giới, bản thân chỉ cần luyện hóa, liền có thể triệt để khống chế 3000 thế giới, hơn nữa siêu nhiên bên ngoài, nhất cử đột phá thánh đế cảnh. Quá trình này, đối với Tiêu Phàm mà nói, cũng 10 điểm gian nan. Hắn muốn một bên luyện hóa Tu La Kiếm bên trong dung hợp 3000 thế giới lực lượng, lại muốn rút ra cái kia kén tằm thế giới bản nguyên lực lượng. Còn tốt có bạch sắc thạch đầu hỗ trợ, bằng không mà nói, Tiêu Phàm một người tuyệt đối không làm được đến mức này. Tiêu Phàm trong lòng cũng 10 điểm chờ mong, làm cái kia mấy ngàn kén tằm thế giới bản nguyên lực lượng dung nhập 3000 thế giới về sau. Trong cơ thể mình 3000 thế giới lại sẽ phát sinh biến hóa gì? Đặc biệt không nói, 3000 thế giới, mở rộng gấp một ít nhất là không có vấn đề. Kể từ đó, hắn một khi rút ra 3000 thế giới lực lượng, phát huy lực lượng tự nhiên cũng càng mạnh. Phi tiên thánh cảnh, xác thực không có đến không? Tiêu Phàm trong lòng thầm nói. Thời gian từng ngày sói mòn, Tiêu Phàm thể nội 3000 thế giới càng ngày càng sáng chói chói mắt. Chập chờn ánh sao, sáng lạn lộng lẫy. Tu La Kiếm toàn thân lượn lờ một tầng huyền diệu vầng sáng, tản ra một cỗ lực lượng quỷ dị, để cho trở nên cứng cáp hơn, lăng lệ. Tiêu Phàm thậm chí có thể cảm nhận được, Tu La Kiếm dường như đã vượt rất xa thánh giai pháp bảo, đạt đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Tất cả những thứ này, cũng là 3000 thế giới, cùng phi tiên thánh cảnh bản nguyên chi lực ngưng tụ kết quả. Oanh, một ngày. Tiêu Phàm thể nội đột nhiên truyền ra một trận oanh long thanh âm, một sát na này, Tiêu Phàm trên người bộc phát ra một cỗ khí thế ngút trời,
thiên địa đều đang run rẩy kịch liệt lấy, gào rít giận dữ lấy. Hắn vị trí lồng giam thế giới, càng là bùm một tiếng bạo hưởng, xuất hiện vô số rậm rạp chẳng chịt khe hở, trong thiên địa cuồn cuộn nguyên khí tuôn ra mà tới, xông vào Tiêu Phàm thể nội. 3.000 thế giới tất cả đều giống như liệt nhật đồng dạng, quang mang nối thành một mảnh, giống như một đầu rực rỡ tinh hà, chói lọi hết sức. Tu La kiếm rung động kịch liệt lấy, hóa thành vô cùng vô tận kiếm ba quét sạch mà ra, sao chỉ chốc lát sau, Tu La kiếm bỗng xuất vào Tiêu Phàm thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu, Tiêu Phàm quanh thân khí thế lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn mở bừng mắt ra, hai vệt thần quang xuyên thấu thiên địa, giống như hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Thánh đế cảnh, Tiêu Phàm cảm thụ được khí thế trên người, trên mặt lộ xuất ra mãn ý tiếu dung. Thời gian mấy chục năm, bản thân rốt cục đột phá đến thánh đế cảnh, hết thảy những nỗ lực này, cũng là đáng giá. Hắn có loại cảm giác, lấy lực lượng bây giờ của hắn, cho dù là bình thường thánh đế cảnh trung kỳ, đều có thể nghiền sát, nếu là toàn lực ứng phó, thánh đế cảnh hậu kỳ, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Làm Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thể nội thời khắc, hắn kinh ngạc phát hiện, trong đan điền, vậy mà lại thêm một cái vòng xoáy màu tím. Tử sắc tuyền qua, ngoại trừ huyết sắc tuyền qua cùng hôi sắc tuyền qua bên ngoài, vậy mà lại xuất hiện cái thứ ba, chẳng lẽ là cái thứ ba nguyên tuyền. Có thể sinh ra hai cái nguyên tuyền đã coi như là hiếm thấy trên đời, nếu là có được ba cái nguyên tuyền, đây chính là thực nghịch thiên. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nội tâm cũng không rõ khiếp sợ, liền hô hấp đều trở nên thở gấp hết sức. Ba cái nguyên tuyền, nếu như liên tục không ngừng ngưng tụ nguyên lực, không nói uy năng, chính là lực bền bỉ, cũng xa không phải mặt khác thánh đế cảnh có thể so sánh a. Nhất là đối với không có nguyên tuyền tu sĩ mà nói, Tiêu Phàm tuyệt đối là cơn ác mộng của bọn hắn. Huyết sắc tuyền qua là sát lục nguyên tuyền, hôi sắc tuyền qua chính là hỗn độn kiếm khí nguyên tuyền, vậy cái này tử sắc tuyền qua đây. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi trầm ngâm. Hắn từ tử sắc tuyền qua bên trong cảm nhận được một cỗ hư vô phiêu miểu cảm giác, bên trong mông lung hết sức, hoàn toàn nhìn không thấu mảy may. Bất quá Tiêu Phàm biết rõ, cái này tử sắc nguyên tuyền hẳn là ngưng tụ 3.000 thế giới lực lượng, cùng rút ra vô số kén tằm thế giới bản nguyên lực lượng hội tụ mà thành. Hắn uy năng, tuyệt đối không thể so sát lục nguyên tuyền cùng hỗn độn kiếm khí nguyên tuyền yếu. Bên trong giống như có một cỗ thời không lực lượng, chẳng lẽ là thời không nguyên tuyền? Tiêu Phàm âm thầm mới nghĩ đến, chỉ là hắn cũng không thể hoàn toàn xác định. Sau một hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, bạch sắc thạch đầu đã nội liếm tất cả quang hoa, vừa mới trợ giúp Tiêu Phàm đột phá thánh đế cảnh, đối với nó tiêu hao thế nhưng không nhỏ. Tiêu Phàm cũng không biết qua bao lâu, nhưng hơn nửa năm thời gian hẳn là đi qua, bằng không mà nói, hắn cũng không khả năng rút ra mấy ngàn kén tằm thế giới bản nguyên lực lượng đột phá thánh đế cảnh. Càng thêm không có khả năng dung luyện Tu La kiếm, triệt để nắm vững 3.000 thế giới lực lượng. Đột phá thánh đế cảnh, 3.000 thế giới đã thoát ly nhục thể của hắn, đơn độc tồn tại ở vũ trụ tinh không bên trong, chỉ cần có được Tu La kiếm, liền có thể khống chế 3.000 thế giới lực lượng. Liền hắn đều không dám xác định, một khi rút ra 3.000 thế giới lực lượng đối địch, uy lực sẽ như thế nào khủng bố. Nhưng hắn có thể khẳng định một điểm chính là, nếu như đồng thời rút ra 3.000 thế giới lực lượng hội tụ thành một đòn, cho dù là thánh đế cảnh hậu kỳ, cũng tuyệt đối không có khả năng tùy tiện ngăn cản được. Thời gian 2 năm còn có hơn nửa năm, làm được gì đây? Tiêu Phàm mờ mịt nhìn xem bốn phía. Không thấy bạch sắc thạch đầu, hắn cũng không khả năng tiếp tục rút ra mặt khác kén tằm thế giới bản nguyên lực lượng, mà cái này đất chết sa mạc thế giới bản nguyên lực lượng đã cơ hồ bị hắn rút không còn một mảnh. Tùy thời đều có thể nổ tung, hắn lưu lại cũng không có quá nhiều giá trị. Bây giờ, hắn tu vi cũng đã coi như là hoàn toàn ổn định ở thánh đế cảnh tiền kỳ, linh hồn chi lực càng là khoảng cách thánh đế cảnh trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Đột phá thánh đế cảnh, Tu La truyền thừa tầng tiếp theo ký ức cởi ra, hẳn là có thể tu luyện càng nhiều cổ pháp cùng cổ thuật, vô tận chiến điển cũng có thể tu luyện đệ lục trọng. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngay sau đó tinh thần của hắn một phân thành hai, một bên chìm vào Tu La truyền thừa bên trong tìm kiếm mới cổ thuật cùng cổ pháp, vừa bắt đầu vận chuyển vô tận chiến điển. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm lúc này mới dừng lại, theo vô tận chiến điển đệ lục trọng vận chuyển, trong cơ thể hắn nguyên lực trở nên càng ngày càng tinh thuần. Hơn nữa,
hắn phát hiện một kiện 10 điểm đặc biệt sự tình, kia liền là thể nội ba cái nguyên tuyền, vậy mà không liên quan tới nhau, Tiêu Phàm có thể tùy ý điều động tùy ý một cái nguyên tuyền sinh ra nguyên lực. Nói cách khác, hắn nguyên lực chính là mặt khác nắm giữ một cái nguyên tuyền tu sĩ không chỉ gấp 3 lần, hoàn toàn không phải là không có nguyên tuyền thánh đế cảnh tu sĩ có thể so sánh. Tiểu vận mệnh thuật, Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, tâm thần khóa chặt ở một đám quỷ dị cổ pháp phía trên, trong đầu lại là hồi tưởng lại Diệp Thi Vũ. Diệp Thi Vũ không phải cũng nắm trong tay loại này cổ pháp sao, loại này cổ pháp thế nhưng là giết người ở vô hình, cực kỳ bá đạo. Nhất là quan sát tiểu vận mệnh thuật tu luyện tâm đắc trải nghiệm về sau, Tiêu Phàm càng là cảm nhận được loại này tiểu vận mệnh thuật huyền diệu. Bất quá, hắn cũng có một cái tai hại, kia liền là... Thi thuật giả linh hồn chi lực nhất định phải so với bị thi thuật giả linh hồn chi lực cường đại, bằng không, cực kỳ dễ dàng gặp phản phệ. Bởi vì phương pháp này, vốn là tiêu hao lực lượng linh hồn. Nhưng là trừ cái này cái tai hại bên ngoài, hắn cũng có một điểm cực kỳ cường thế địa phương, kia liền là, chỉ cần lấy bản thân khí số làm đại giá, liền có thể vượt qua cảnh giới giết người. Loại này thủ đoạn giết người, có thể nói là giết địch 1000, tổn hại 800. Nhưng nếu là địch nhân biết rõ hắn có được tiểu vận mệnh thuật, một dạng không dám cùng chân chính liều mạng. Bởi vì, tiểu vận mệnh thuật danh xưng đoạn người sinh tử, nó đoạn liền là địch nhân khí số. Tiểu vận mệnh thuật cùng sở hữu tứ trọng, mỗi tu luyện nhất trọng, liền có thể đoạn người ba thành khí số, tu luyện tới đệ tam trọng, liền có thể đoạn người chín thành khí số. Tu luyện tới đệ tứ trọng, chỉ cần khí số không có vượt qua thi thuật giả, cơ hồ chính là tất sát chi thuật. Hơn nữa, thủ đoạn tấn công như thế này, cơ hồ là phạm vi tính công kích, phàm là đạt tới thi thuật giả phạm vi bên trong, liền có thể thành công. Chỉ là, mỗi một lần thi triển, đều có thời gian hạn chế, bằng không đối tự thân linh hồn cùng số mệnh tổn thương cực lớn. Tiểu vận mệnh thuật tựa như là phong thiên tộc, về sau không tránh khỏi cùng bắc thần gia tộc liên hệ, tu luyện một chút cũng không phải chuyện xấu. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, có thể đoạn nhân khí số thuật pháp. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Về phần mặt khác cổ thuật cùng cổ pháp, Tiêu Phàm cũng tìm được mấy loại, thậm chí còn có không kém gì nghịch long đăng thiên bộ cùng ngũ trảo tử kim thần long biến, bất quá, hắn hiện tại không có đầy đủ thời gian. 3 tháng xuống tới, Tiêu Phàm đại khái có thu hoạch, miễn cưỡng đột phá đến đệ nhất trọng, chỉ bất quá thi triển ra xác suất thành công cực thấp, tăng thêm vốn là chỉ có thể đoạn người ba thành khí số, hắn lực tổn thương, kém xa thần thông trọc. Cũng coi như Tiêu Phàm chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời khắc, hắn đột nhiên lại phát hiện một kiện hết sức kỳ lạ sự tình, đó chính là hắn vị trí huyết sắc thế giới kết giới, vậy mà chẳng biết lúc nào đã hòa tan. Giờ phút này, hắn đang đứng ở một mảnh mờ mịt lượn quanh không gian. Nơi này là, Tiêu Phàm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem bốn phía, hắn kinh ngạc phát hiện, những cái kia kén tầm thế giới, xa so với hắn tưởng tượng muốn nhỏ nhiều. Nếu như không thi triển nghịch loạn chi đồng, Tiêu Phàm trong con ngươi những cái này kén tầm thế giới, lại tựa như nguyên một đám sắc thái rực rỡ bọt khí đồng dạng, lơ lửng giữa không trung, không ngừng phiêu đãng. Tiêu Phàm mắt thường thấy bên trong, khắp nơi đều là lơ lửng bọt khí, huyền diệu hết sức. Chẳng lẽ ta trước kia cũng là ở trong đó một cái bọt khí thế giới bên trong? Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, nếu thật là dạng này, vậy cái này loại thủ đoạn cũng thật là đáng sợ. Đã từng Tiêu Phàm xông nhầm vào Tu La Điện phong ấn một chỗ bí cảnh, cũng gặp được dạng này bọt khí, có thể những cái kia bọt khí chỉ là một chút huyễn cảnh mà thôi. Mà trước mắt những cái này bọt khí, rõ ràng là chân chính tồn tại, hơn nữa từng cái bọt khí đều ẩn chứa bổn nguyên lực lượng. Tiêu Phàm thở sâu, kinh ngạc nhìn bốn phía, thật lâu không thể bình tĩnh, đối nơi này cũng càng hiếu kỳ hơn lên. Oanh, đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận va chạm kịch liệt thanh âm. Tựa như có đồ vật gì đang cực tốc va chạm đồng dạng, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý. Làm Tiêu Phàm ánh mắt nhìn tới thời khắc, bỗng trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Nơi xa, một đầu to lớn thân ảnh đang điên cuồng lao nhanh, Tiêu Phàm thấy không rõ là cái gì, nhưng có thể cảm nhận được cự thú kia đáng sợ. Hắn đứng ở cái kia, đều mang cho người ta một loại cảm giác một ngạt cực kỳ mạnh, tán phát khí tức. Chỉ ít cũng là thánh đế cảnh tiền kỳ tu vi. Nhưng mà, ở cái kia cự thú chung quanh, nhưng lại có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng lấp lóe, không ngừng xuất thủ, ngăn khoảnh khắc cự thú.
Cự thú lộ ra cố hết sức, chạy trốn tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng phù phù một tiếng ngã nhào trên đất, phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết tiếng. Chết, Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, lấy hắn đối cự thú kia lý giải, cho dù là hắn, đoán chừng cũng phải phế một phen công phu a. Nhưng đầu này quái vật khổng lồ, ở 10-20 cái hô hấp bên trong, vậy mà liền bị người đánh ngã, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao tin tưởng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự đạp không mà lên, hướng về nơi xa những bóng người kia tới gần. Đến gần xem xét, Tiêu Phàm lúc này mới thoải mái. Nguyên lai đầu kia cự thú sớm đã vết thương chồng chất, bằng không mà nói, lấy cái kia bốn cái đại đế cảnh đỉnh phong tu sĩ, lại tại sao có thể là cự thú kia đối thủ đây? Nghĩ đến, trước đó khẳng định không chỉ bốn người bọn họ tu sĩ vây giết đầu này quái vật khổng lồ, chỉ là cuối cùng chỉ có bốn người bọn họ thành công chia sẻ trái cây mà thôi. Ai, Tiêu Phàm đến, trong nháy mắt kinh động đến đối diện bốn người rất xa hướng về Tiêu Phàm, ánh mắt u lãnh hết sức. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt quét bốn người này một cái, hắn cảm giác bốn người này có chút quen mắt, hẳn là trước đó cùng nhau tiến vào phi tiên thánh cảnh bốn cái tu sĩ. Lấy bọn hắn thực lực, đừng nói hợp lực vây giết một đầu thánh đế cảnh tiền kỳ cự thú, chính là thánh đế cảnh trung kỳ, cũng chưa hẳn là bọn họ hợp lực địch. Về phần bọn hắn vừa mới riêng phần mình biểu hiện ra thực lực, rõ ràng là cố ý ẩn tàng lực lượng chân chính mà thôi. Chỉ là Tiêu Phàm nghi ngờ là mình bị truyền đến bọt khí thế giới bên trong, vì sao những người này ở đây nơi này vây giết cự thú đây? Tiêu Phàm tự xưng là không phải cùng giai vô địch thiên hạ, nhưng liền hắn đều công không phá được cái kia bọt khí thế giới kết giới, những người này lại làm sao có thể phá mở đây? Nhìn những người này bộ dáng, rõ ràng không phải mới vừa rời đi bọt khí thế giới, mà là lại tới đây đã có thời gian rất dài. Chẳng lẽ nói, cũng không phải là tất cả mọi người truyền đến bọt khí thế giới? Hiển nhiên, khả năng này cực lớn. Này nguyên thú, là chúng ta giết chết, các hạ tốt nhất đừng tới gần, miễn cho chúng ta hiểu lầm. Đối diện bốn người nhìn thấy Tiêu Phàm không nhúc nhích đứng ở cái kia, một người trong đó lập tức nhìn không được uy hiếp nói. Tiêu Phàm suy nghĩ chậm rãi kéo lại, tò mò nhìn bốn người nói, các ngươi ở trong này làm cái gì? Ách, đối diện bốn người nghe vậy, lập tức hơi sững sờ, bốn người nhìn nhau, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ tự nhiên không biết Tiêu Phàm không biết bọn họ đang làm cái gì, mà là Tiêu Phàm cố ý làm bộ hồ đồ mà thôi. Ta nhận ra ngươi, ngươi là thế hệ này chủng tộc chi chiến người thứ nhất, gọi Vô Trần đúng không? Trong đó một cái hơi có vẻ khôi ngô tu sĩ lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá, chúng ta bốn người cũng đều là nhất quan vương. Lời này vừa nói ra, bốn người trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ ngạo nhiên. Thân làm vạn tộc thiên tài bảng nhất quan vương. Bọn họ xác thực có tư cách kiêu ngạo. Chỉ là, Tiêu Phàm nhưng lại chưa bao giờ đem cái gì nhất quan vương để ở trong mắt, bất quá trong lòng hắn lại là tính toán rất nhanh lên, ánh mắt rơi vào cái kia quái vật khổng lồ trên người. Nguyên thú, Tiêu Phàm hồi tưởng lại vừa rồi người kia nói một cái danh từ, hiển nhiên, cái này quái vật khổng lồ hẳn là cái gọi là nguyên thú. Thế nhưng là, hắn cũng không nhìn ra cái này nguyên thú cùng thái cổ thần giới yêu thú có cái gì khác biệt a. Bất đồng duy nhất là, con thú này thân thể to lớn hơn, cho dù là chết. Một dạng thần thú, một khi chết rồi, liền sẽ thu nhỏ, chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, đó mới là bọn họ chân chính bản thể. Mà trước mắt con thú khổng lồ, nhưng như cũng giống như một tòa núi nhỏ một dạng. Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào cái kia nguyên thú trên người, đối diện bốn người thần sắc trở nên càng thêm băng lạnh, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhưng mà Tiêu Phàm lại không ý định động thủ, hắn vận chuyển nghịch loạn chi đồng hướng về cái kia nguyên thú nhìn một hồi, lại là phát hiện, cái kia nguyên thú thể nội, lại có một quả chiếu lấp lánh tinh thể. Tinh thể cùng nguyên tinh có chút cùng loại, phía trên lượn lờ một tầng thật mỏng sương mù, vậy mà cùng cái kia ẩn chứa bản nguyên lực lượng huyết sắc vũ khí giống nhau y hệt. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm trong nháy mắt hiểu được, những người này chính là vì lấy được cự thú thể nội viên kia tinh thể. Các ngươi muốn tinh thể kia, vì sao không tiến về những cái kia bọt khí thế giới? Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trời cao cái kia vô số sắc thái rực rỡ bọt khí thế giới hỏi. Cái này như thế hỏi thăm, chỉ muốn chứng minh bản thân nội tâm một cái nghi hoặc. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, đối diện bốn người kia cười lạnh không thôi, như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm,
cái kia Khôi Ngô tu sĩ khinh thường nói, nghe ngươi ý tứ, ngươi có thể tiến về cái kia bọt khí thế giới hay sao? Tiêu Phàm biệt hiệu vô trần, mặc dù cướp lấy giới này vạn tộc thiên tài bảng người thứ nhất, thế nhưng chỉ là chấn nhiếp thế hệ này tu sĩ mà thôi. Bọn họ thân làm kỳ trước vạn tộc thiên tài bảng nhất quan vương, lại làm sao có thể đem Tiêu Phàm để ở trong mắt đây? Tiêu Phàm không có để ý bọn họ châm chọc khiêu khích, trong lòng ngược lại vô cùng trịnh trọng lên, chẳng lẽ những người này, thực tiến về không được những cái kia bọt khí thế giới? Như thế nói đến, mình ở bọt khí thế giới đột phá đến thánh đế cảnh, mà những người này, lại ở trong này chém giết 1 năm rưỡi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Không chỉ là những người này vận khí tốt đây, hay là bọn hắn quá xúi quẩy. Tiêu Phàm lắc đầu, cũng không tiếp tục để ý 4 người này, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Một đầu nguyên thú mà thôi, đối với Tiêu Phàm mà nói, cũng không có quá nhiều tác dụng, hắn không cần thiết đắc tội mấy người kia, mặc dù hắn cũng không sợ mấy người kia. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, mấy người u lạnh ánh mắt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liếc nhìn nhau, cuối cùng cái kia nam tử Khôi Ngô nói, quy củ cũ, viên này nguyên tinh là của ta. 3 người khác gật gật đầu, 4 người hợp tác, dựa theo phía trước quyết định quy củ, thay phiên lấy được giết chết nguyên thú thể nội nguyên tinh. Chỉ có nửa năm không tới thời gian, chúng ta tiếp tục như vậy, lấy được bản nguyên chi tinh, không đủ để chúng ta ngưng tụ nguyên tuyền. Một cái khác gầy nhỏ tu sĩ mặt âm trầm nói. 3 người nghe vậy, lập tức rơi vào trong trầm tư. Lúc này, cái kia gầy nhỏ tu sĩ tiếp tục nói, ta chuẩn bị xâm nhập cổ chiến trường, bất kể như thế nào, đều phải liều mạng một cái, bằng không mà nói, mấy chục vạn năm cố gắng đều uổng phí. 3 người tán đồng gật đầu, cái kia nam tử Khôi Ngô lại thở dài nói, đáng tiếc, nếu là chúng ta có thể đến những cái kia bản nguyên giới bên trong, tất nhiên có thể ngưng tụ nguyên tuyền. Cơ hội như vậy quá xa vời. Một cái khác hồng bào tu sĩ đắng chát cười một tiếng, nói chúng ta cái này hơn 100 người, có thể có 1 người tiến vào, đều tính vận khí tốt. Đi thôi, cùng suy nghĩ nhiều như vậy, không bằng sớm chút xâm nhập cổ chiến trường, chém giết càng nhiều nguyên thú, ngưng tụ bản nguyên lực lượng. Khôi Ngô tu sĩ lắc đầu thở dài, sau đó dẫn đầu đạp không mà lên, hướng về Tiêu Phàm phương hướng sắp đi bay đi. 3 người khác nhìn nhau, cũng nhao nhao đi theo, nghĩ muốn chém giết càng nhiều nguyên thú, đám người còn phải tiếp tục hợp tác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 166.